chương 2339, bế quan, đột phá. 1. Mặc dù là Long Tiểu Huyền, lúc trước trong truyền thừa trí nhớ, cũng không có thức tỉnh đến một bước kia. Long Tiểu Huyền có thể hóa hình thành công, hoàn toàn là dựa vào Giang Trần dùng trí nhớ kiếp trước hỗ trợ. Thái Tuế Bạch Hổ biến trở về bộ dáng lúc trước, thoáng cái liền từ Thái Tuế Bạch Hổ uy mãnh, biến thành một con mèo thần thái lười biếng. Giang Trần sờ lên đầu Thái Tuế Bạch Hổ, gọi ngươi Bạch Hổ Nhi, tựa hồ có chút không dễ nghe, không bằng ta lấy cho ngươi cái danh hào như thế nào? Thái Tuế Bạch Hổ lười biếng ngáp một cái, Trần Thiếu, ngươi muốn gọi ta cái gì cũng được. Ngươi là một trong các thượng cổ tứ thần, Thú Thái Tuế Bạch Hổ, huyết mạch có sát khí nặng nhất, tâm huyết vượng nhất. Bất quá bộ dạng của ngươi bây giờ mới là trạng thái bình thường của ngươi. Về sau ta liền từ thân phận của ngươi lấy một chữ gọi ngươi Tiểu Bạch như thế nào? Thái Tuế Bạch Hổ được danh tự trong nội tâm rõ ràng rất cao hứng nhưng lại dám thí phì phì trong mũi một bộ không quan tâm người không phản đối cái kia chính là đồng ý tiểu bạch a tiểu bạch mau mau phát triển sớm chút trở thành cánh tay trái bờ vai phải của ta a đây là nguyện vọng tốt đẹp nhất của giang trần rồi ngẫm lại về sau cùng người khác quần ẩu trái thanh long phải bạch hổ cái loại cảm giác này loại khí thế này có thể áp đối thủ không thở nổi hôm nay tốc độ thức tỉnh thượng cổ trí nhớ của thái tuế bạch hổ cũng đang không ngừng nhanh hơn cho nên, Thái Tuế Bạch Hồ hôm nay, cùng thời điểm vừa bị Giang Trần đào móc, đã khác nhau rất lớn, nhất là thực lực, quả thực là thẳng tắp bay lên. Truyền thừa thần thú là có chỗ tốt này, một khi truyền thừa chỉ nhớ thức tỉnh, dù chỉ thức tỉnh một phần nhỏ, vậy cũng rất khoa trương. Tiểu Bạch, gần đây bổn thiếu chủ muốn bế quan, ngươi vẫn là ở khu vực này tu luyện đi. Nhớ rõ, thật sự nhịn không được có thể ly khai thiếu chủ phủ, tìm một chỗ hảo hảo giống mấy lần. Nhưng mà về sau tại thiếu chủ phủ tuyệt đối không cho phép gào rú không kiêng nể như thế để tránh kinh hãi đến người khác giang trần đối với chân long huyết mạch cùng thái tuế bạch hổ đều là phi thường coi trọng cũng phi thường chờ mong hai con thượng cổ thần thú kia một khi lớn lên cái kia sẽ là tồn tại cực kỳ đáng sợ truyền thừa trí nhớ của long tiểu huyền cấp độ thức tỉnh hiển nhiên càng đi trước một bước hôm nay tu vi của nó bởi vì huyết mạch ưu việt tốc độ thậm chí vượt qua giang trần bất quá thái tuế bạch hổ nhất tộc ở trong chư thiên thế giới là cấp bậc đặt song song. Hôm nay truyền thừa trí nhớ của Thái Tuế Bạch Hổ cũng đang không ngừng thức tỉnh, hơn nữa Giang Trần dùng các loại phương thức trợ giúp nó thức tỉnh huyết mạch, lại dùng Mộc Linh Tuyền tẩy lễ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong thời gian ngắn, tu vi của Thái Tuế Bạch Hổ đột nhiên tăng mạnh, truyền thừa trí nhớ không ngừng thức tỉnh. Đồng dạng, còn có Phệ Kim Thử nhất tộc. Sau khi Phệ Kim Thử Vương được Mộc Linh Tuyền tẩy lễ, truyền thừa huyết mạch cũng không ngừng thức tỉnh, thực lực của toàn bộ Phệ Kim Thử nhất tộc đều được phi tốc tăng lên những chủng tộc có thượng cổ huyết mạch này giang trần suy nghĩ một chút liền cảm thấy huyết mạch sôi sục huyết mạch của thượng cổ thần thú lại dùng huyết mạch tứ đại thần thú cầm đầu trong truyền thuyết thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ huyết mạch tứ đại thần thú này nếu như có thể tề tự tuyệt đối là đại sát khí cấp bậc chư thiên a ở trong trí nhớ kiếp trước của giang trần đối với huyết mạch của những thượng cổ thần thú kia vẫn rất có nghiên cứu tứ đại huyết mạch này không bàn mà hợp thiên đạo tự nhiên một khi bốn loại huyết mạch tề tụ, tuyệt đối là tồn tại có một không hai chư thiên. Hiện tại, Giang Trần đã có được hai loại trong tứ đại thần thú, ngẫm lại cũng cảm thấy có chút may mắn. Thanh Long Bạch Hổ, còn thiếu Chu thức Huyền Vũ. Trong nội tâm Giang Trần âm thầm suy nghĩ, nếu có Chu thức Huyền Vũ, huyết mạch tứ đại thần thú, liền tề tựu rồi. Đến lúc đó diễn hóa thiên đạo, trùng luyện ngũ hành, thành tựu chư thiên đại đạo, đừng nói nhân loại cương vực nhỏ nhỏ, dù cả thần uyên đại lục cũng không chối buộc được ta. Giang Trần Trí Tồn cao viễn. Mục tiêu của hắn, không chỉ cực hạn ở nhân loại cương vực. Mục tiêu của hắn một mực rất rõ ràng, cái kia chính là xung phá đế cảnh, trùng kích thiên vị, thậm chí trùng kích cấp độ cao hơn, thăm dò nguyên nhân chư thiên hạo kiếp kiếp trước, thăm dò thiên đế phụ thân kiếp trước hạ lạc. Sắp xếp xong xuôi sự vụ của thiếu chủ phủ, Giang Trần lập tức bế quan tu luyện. Nghe từ Yên Tông Lão Tổ nói, Giang Trần đối với Trầm Hương Cốc sinh ra hiếu kỳ nồng đậm. Ở hắn xem ra, sự tình khác thường tất có yêu dị trầm hương cốc kia đã quỷ dị như vậy, vậy bí cảnh trong đó, nhất định không giống bình thường, Giang Trần nói cái gì cũng phải đến xem. Thần uyên đại lục này hết sức kỳ lạ, sau thượng cổ đại chiến, cách cục đại biến. Hiện tại hạ vực, ở thời đại thượng cổ chưa hẳn là địa phương cấp bậc thấp nhất. Giống như ở liên minh 16 nước năm đó, Giang Trần Phúc Duyên thâm hậu, có thể đạt được băng hỏa yêu liên, nguyên tử Kim Sơn. Tại vạn tượng cương vực, tại huyễn Ba Sơn, đồng dạng có thể đạt được thượng cổ đan tiêu cổ phái truyền thừa ở trong vạn tượng cực cảnh đồng dạng có thể đạt được phi vũ đại đế truyền thừa đạt được thiên vị cường giả quách nhiên truyền thừa cho nên tuy thượng bát vực hiện tại là trung tâm của nhân loại cương vực thế nhưng mà ở thời đại thượng cổ những địa phương hiện tại chán nản kia chưa hẳn sẽ không có truyền thừa cường đại bởi vậy trầm hương cốc kia giang trần không muốn bỏ qua lần trước đi nguyệt thần giáo trên đường về bị đan cực đại đế mai phục lần xung đột kia cũng làm cho giang trần ý thức được thực lực của mình vẫn không đủ cường đại nếu như không có động phủ của Thiên Vị Cường Giả Quách Nhiên truyền thừa, không có cấm chế đáng sợ kia uy hiếp, lần đó, Giang Trần tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Mà cấm chế kia, chỉ còn lại một lần. Nếu như dùng xong, ngày sau sẽ như thế nào? Gặp phải cường giả đế cảnh cường đại, thậm chí về sau lưu lạc vạn nguyên đảo, lại lấy cái gì đi ứng đối cao thủ càng cường đại hơn? Những sự tình này, đều làm Giang Trần có một loại cảm giác gấp gáp. Nói cho cùng, thực lực của bản thân là trọng yếu nhất nếu không phải phúc duyên thâm hậu lại có trí nhớ kiếp trước phụ tá dùng cái tuổi này của ta muốn cùng những lão quái vật mấy ngàn năm kia quần nhau độ khó quá lớn chỉ là tất cả át chủ bài luôn có một ngày dùng hết hôm nay những át chủ bài trên người của ta ngoại trừ động phủ cấm chế có lực uy hiếp tuyệt đối lá bài tẩy khác chống lại cường giả đế cảnh đỉnh cấp còn không cách nào ứng phó cuối cùng vẫn là tu vi của ta không đủ hiện tại sự tình bức thiết nhất của giang trần là đột phá không ngừng đột phá. Một hơi ăn không mập, nhưng mà sự tình tu luyện, vẫn phải có cảm giác gấp gáp, phải mỗi ngày đều có tiến bộ mới được. Chương 2340, Bế quan, đột phá. 2. Bế quan, tu luyện. Có trí nhớ kiếp trước làm căn bản, Giang Trần muốn chăm chỉ tu luyện, hiệu quả là phi thường nhanh. Sau một tháng, hắn liền thuận lợi đột phá hoàng cảnh nhị trọng đỉnh phong, phá tan tầng gông cùng xiềng xích kia, tiến nhập hoàng cảnh tam trọng. Sau khi tiến vào hoàng cảnh tam trọng, Giang Trần cũng không biết đủ, cái này vốn chỉ là mục tiêu trước kia của hắn, mục tiêu lần này là trực tiếp trùng kích hoàng cảnh tứ trọng. Vốn, sau khi tiến vào hoàng cảnh tam trọng, muốn trùng kích hoàng cảnh tứ trọng, độ khó là phi thường lớn, bởi vì hoàng cảnh tam trọng là hoàng cảnh sơ giai, mà hoàng cảnh tứ trọng chẳng khác nào tiến vào hoàng cảnh trung giai. Tuy khoảng cách ở trong đó chỉ có một trọng, nhưng mà tương đương với một đại bậc thang. Cái bậc thang này là không dễ dàng nhảy qua a võ giả bình thường, không có 10 năm 20 năm, là không thể đột phá nhất trọng này. Mặc dù là thiên tài, cũng cần năm 3 năm mới có thể đột phá. Thế nhưng mà Giang Trần lại khác, hắn không đơn thuần là thiên tài đơn giản như vậy. Hắn còn có Hoàng Đằng Đan. Hoàng Đằng Đan này, lần trước Giang Trần lấy được rất nhiều bát bảo chân trùng thảo, luyện chế ra một đám Hoàng Đằng Đan. Cho nên, hiện tại hắn có cơ hội trùng kích hoàng cảnh tứ trọng. Hoàng Đằng Đan, có thể làm cho tu sĩ ở trong hoàng cảnh, vô điều kiện tăng lên nhất trọng đây chính là nguyên nhân vì sao giang trần ở long Hổ phong vân hội muốn thu mua bát bảo chân trùng thảo đế lăng đan kia hắn tạm thời còn không dùng được nhưng mà hoàng đằng đan lại đúng là thời điểm cần nhét một viên hoàng đằng đan vào trong miệng giang trần chậm rãi luyện hóa hoàng đằng đan này là giang trần luyện chế cho nên giang trần rất hiểu rõ dược tính của hoàng đằng đan thuận lợi luyện hóa dược hiệu thẩm thấu vào bách hải kinh mạch huyết dịch toàn bộ dung hợp sau khi dược hiệu của hoàng đằng đan bị dung hợp hiệu quả liền hiển hiện, hiện. Giờ phút này, trong cơ thể Giang Trần, như có một ngọn núi lửa sắp phun trào, tràn đầy lực bạo tạc. Giang Trần cơ hồ cảm giác quanh thân mình muốn bốc cháy lên. Loại cảm giác này, tuy khó chịu, nhưng lại có tính thúc giục, thúc giục Giang Trần không ngừng trùng kích hoàng cảnh tứ trọng. Đến đây đi. Giang Trần cắn răng một cái, vận chuyển kinh mạch, bắt đầu trùng kích hoàng cảnh tứ trọng. Đã có hoàng đằng đan hộ giá, trùng kích hoàng cảnh tứ trọng, tuyệt đối là không thành vấn đề. Loại đan dược thần kỳ này, chỉ cần ăn vào, xác suất thành công ít nhất là trên chín thành xác suất thất bại nhiều lắm là một thành mà thôi mà giang trần là người luyện chế đan dược này đối với nó càng thêm nắm chắc lại một tháng trôi qua toàn thân giang trần không biết ướt đẫm bao nhiêu lần các loại tạp chất thông qua mồ hôi không ngừng bài xuất thân thể huyết mạch của hắn cũng ở trong các lần tẩy lễ đã nhận được thăng hoa trong lúc đó đoàn khí tức lửa nóng ở trong ngực giang trần kia bỗng nhiên oanh một tiếng bay thẳng tới khí hải sau một khắc, một dòng nước ấm áp đi khắp toàn thân Giang Trần. Lục phủ ngũ tạng, kinh mạch huyết dịch, ở một khắc này, phảng phất đều đã nhận được thăng hoa quá tuyệt vời, nguyên lai là loại cảm giác này, hoàng cảnh tam trọng trùng kích đến hoàng cảnh tứ trọng, quá trình dĩ nhiên sung sướng như thế, Giang Trần chậm rãi mở to mắt, trong con ngươi sáng chói kia, hiện lên một đạo hào quang trí tuệ, như minh châu trong đêm tối, tràn ngập linh khí. Hai tháng, từ hoàng cảnh nhị trọng đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến hoàng cảnh tứ trọng, làm cho Giang Trần tiến dần từng bước, đã trở thành cường giả hoàng cảnh trung giai chính thức. Tu vi này, tuy vẫn có tranh lệch cùng những đế cảnh kia, nhưng đối với Giang Trần mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần đột phá cực lớn. Đừng nhìn tu vì đột phá chỉ một hai trọng, nhìn như tiến bộ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đối với Giang Trần mà nói, tu vi tăng lên, biểu thị hắn ở cảnh giới đang không ngừng kéo lên. Tương ứng, những vũ kỹ kia, những kỹ năng kia, những bảo vật kia của hắn, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cách thời gian ước định đi trầm hương cốc, cũng còn có 3-4 tháng. Đột phá hoàng cảnh tứ trọng, cũng không có nghĩa là lần bế quan này đã xong. Trong nội tâm Giang Trần sớm có cách nghĩ, trước mắt đột phá hoàng cảnh tứ trọng, trong thời gian ngắn muốn tu vi tăng lên lần nữa, độ khó quá lớn, cũng không thực tế. Nhưng mà, những vũ khí công pháp, trang bị bảo vật tương ứng kia, lại có thể đi theo tăng lên. Đầu tiên, là luyện chế băng hỏa yêu liên, băng hỏa yêu liên một đường đi theo giang trần trên hình thái cũng đang không ngừng tăng lên sinh cơ của băng hỏa yêu liên cũng đang không ngừng lớn mạnh bất luận một môn bảo vật gì nếu như không cách nào đi theo chủ nhân cùng một chỗ tiến bộ vậy thì phải đối mặt cục diện đào thải băng hỏa yêu liên hiển nhiên không phải loại bảo vật sẽ bị loại bỏ bản thân băng hỏa yêu liên là linh chủng cấp bậc chư thiên dùng độ khai phát của giang trần hiện tại kỳ thật còn không có đào móc một nửa tiềm lực của băng hỏa yêu liên thậm chí không có đào móc đến một phần ba Băng hỏa yêu liên có thể trở thành linh chủng cấp bậc trư thiên, loại hình thái hiện tại này, tuyệt đối không phải hình thái trung cực của băng hỏa yêu liên. Một bảo vật, cần không ngừng luyện hóa, không ngừng khai phát, không ngừng trao đổi, như thế mới có thể đào móc ra tiềm lực cường đại. Băng hỏa yêu liên với tư cách thượng cổ linh chủng, ngoại trừ băng hỏa thuộc tính băng liên cùng hỏa liên ra, còn có thủ đoạn quấn người, có thần thông biến ảo. Yêu liên yêu liên, cái chữ yêu này, cũng là một đặc điểm của băng hỏa yêu liên huyền ảo biến hóa, kỳ thật trước kia Giang Trần cũng có chỗ đào móc. Chỉ có điều, cho tới nay, đào móc còn chưa đủ xâm nhập. Băng hỏa yêu liên biến ảo, nếu có thể đào móc, đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là rất đáng giá chờ mong. Còn có nữa là năng lực tái sinh của băng hỏa yêu liên rất mạnh, hóa thân thành dây leo quấn người, mặc dù bị người chặt đứt, chỉ cần băng hỏa yêu liên không suy giảm tới căn bản, thì tùy thời có thể tái sinh. Đây là một trong những đặc điểm cường đại nhất của băng hỏa yêu liên theo thực lực của giang trần không ngừng tăng lên hình thái cùng năng lực của băng hỏa yêu liên cũng không ngừng tăng lên tiềm lực cũng không ngừng bị đào móc ra băng hỏa yêu liên hôm nay mặc dù là cường giả đế cảnh nếu không cẩn thận bị cuốn lấy yêu liên lấy ngàn mà tính cũng đủ vây khốn hắn tuy chưa hẳn khốn chết nhưng trong thời gian ngắn cũng có thể làm cho cường giả đế cảnh mất đi sức chiến đấu điểm này trước đó ở bất diệt thiên đô giang trần đối phó đan hỏa thành tâm vân đại đế đã từng được nghiệm chứng qua Nguyên tử Kim Sơn, đồng dạng là một đại bảo khố. Giang Trần từ nguyên tử Kim Sơn được lợi ích, cũng không kém hơn băng hỏa yêu liên. Nguyên tử Kim Sơn nguyên tử phong bạo, năng lực phòng ngự của nguyên tử Kim Sơn. Cùng với lực trùng kích cường thế của Kim Ấn quân chủ, theo thực lực của Giang Trần không ngừng để thăng, nó cũng không ngừng thăng cao. chương 2341, Hoàn Mỹ xuất quan. 1. Lục chiết xâm quái, công năng rất gần băng hỏa yêu liên. Hơn nữa tương đối chỉ có quấn quanh cùng phóng độc sương mù, cái này đối với giang trần mà nói lại có chút dư thừa rồi cho nên giang trần coi lục chết sâm quái là lễ vật đưa cho muội muội từ thanh tuyền từ thanh tuyền đối với lục chết sâm quái này lại yêu thích không buông tay tuy nàng là nguyệt thần giáo thánh nữ trong tay cũng có một ít bảo vật của nguyệt thần giáo nhưng mà loại bảo vật như lục chết sâm quái lại chưa từng có còn có năm đó ở phong ma trì địa từ trong tay thương bình vương cướp lấy tám pho tượng tám pho tượng này giang trần một mực không thể hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt Trước mắt, Giang Trần lấy 8 pho tượng này dung nhập bát hoang bàn thạch trận, dùng để phòng ngự, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Chỉ có điều, 8 pho tượng này đến cùng có công hiệu gì lợi hại hơn, Giang Trần một thời ba khắc cũng đào móc không ra. Bất quá dựa vào lực cảm ứng cường đại của Giang Trần, hắn có thể cảm giác được 8 pho tượng kia ẩn chứa ý chí cường đại, tuyệt không phải 8 thạch điêu đơn giản có thể có được. 8 pho tượng này, nhìn như thạch điêu, vậy mà ẩn ẩn hiển lộ ra uy năng cường đại, cái này khiến Giang Trần cảm thấy có chút kinh ngạc cho nên tám pho tượng này là trang bị được giang trần trọng điểm nghiên cứu địa tạng nguyên châu đây là trấn tông chi bảo ở thượng cổ có thể thấy được bảo vật này cường đại địa tạng môn kia được xưng thượng cổ trận pháp đệ nhất tông tiềm lực của địa tạng nguyên châu này tuyệt đối là phi thường kinh người thời đại thượng cổ thần ma cũng không phải là thần uyên đại lục hôm nay thời đại kia thiên vị cường giả khắp nơi trên đất so với đế cảnh hiện tại còn thông thường bởi vậy địa tạng môn dám tự xưng thượng cổ trận pháp đệ nhất tông tuyệt đối không phải là tông môn bình thường. Mà địa tạng nguyên châu này, nếu là trấn tông chi bảo của thượng cổ đệ nhất tông, lại há có thể là vật bình thường. Đương nhiên, hiện tại Giang Trần đào móc địa tạng nguyên châu cũng không đủ xâm nhập. Địa tạng nguyên châu này quá bất phàm, dùng tu vi hiện tại của Giang Trần, tuy nhỏ máu nhận chủ, chiếm dụng địa tạng nguyên châu, luyện hóa thành bổn mạng bảo vật của mình, nhưng mà bây giờ hắn đào móc địa tạng nguyên châu, lại chỉ là một chút uy năng ra lông, Địa tạng nguyên châu này, nếu thật có thể đào móc ra tất cả tiềm năng, Giang Trần tuyệt đối có thể đi ngang thần uyên đại lục. Đừng nói là nhân loại cương vực, dù biên giới chi cảnh bị đánh vỡ, tất cả chủng tộc xuất hiện, Giang Trần cũng có thể đi ngang. Thậm chí đi vạn uyên đảo, cũng không sợ hãi. Đương nhiên, đây không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Hiện tại những bảo vật trong tay ta, có lẽ đều là thượng cổ truyền thừa. Kim có nguyên từ Kim Sơn, Mộc có Mộc Linh Tuyền, Thủy Hỏa Băng Hỏa Yêu Liên, Thổ có Địa Tạng Nguyên Châu, kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành tề tụ, ưu thế như vậy, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể so sánh, tu luyện địa tạng nguyên châu, bước đầu tiên là lợi dụng địa tạng nguyên châu, chế tạo đại địa mạch động, lực trùng kích của đại địa mạch động, lần trước Giang Trần đã trải qua. Đây còn không phải là đại địa mạch động cường đại nhất, đại địa mạch động cường đại nhất, một khi võ giả bị cuốn vào, tuyệt đối sẽ bị xoắn thành cho. Đương nhiên, Giang Trần sơ bộ tu luyện tự nhiên không thể đạt đến loại trình độ kia. Nhưng mà một khi tu luyện ra đại địa mạch động, ở lúc đối chiến, tuyệt đối có thể tấn công địch bất ngờ, để cho đối thủ lâm vào vòng xoáy nhịp đập, từ đó sinh ra bối rối, chế tạo hiệu quả tập kích. Nói trắng ra, là đại địa mạch động này có chút tương tự đế cảnh lĩnh vực cùng hoàng cảnh lĩnh vực. Chỉ có điều, lĩnh vực chi lực kia là dựa vào uy năng của bản thân cường giả sinh ra, mà đại địa mạch động thì dựa vào lực lượng bổn nguyên của địa tạng nguyên châu, hình thành từ trường chấn động cường đại, hình thành địa mạch chập trùng đáng sợ, từ đó hình thành quấy nhiễu, hình thành công kích đối với võ giả. Hiện tại, Giang Trần mong đợi nhất là kết hợp địa tạng nguyên châu cùng trận pháp, một khi liên hợp sẽ hình thành công thủ liên hoàn không chê vào đâu được. Cái này đối với sức chiến đấu của Giang Trần, tuyệt đối là tăng lên thật lớn. Dùng tu vi hiện tại của Giang Trần, cường giả Hoàng Cảnh, cho dù là hoàn cảnh cửu trọng đỉnh phong, Giang Trần cũng có tiền vốn tới đối kháng. Có thể nói, hiện tại trong phạm trù Hoàng Cảnh, Giang Trần căn bản không sợ bất cứ đối thủ nào. Mà trong phạm vi đế cảnh, chỉ cần không đụng phải đám đế cảnh cao cấp nhất, Giang Trần tự hỏi có nắm chắc tới quần nhau. Đương nhiên, cái giá lớn khi quần nhau, tự nhiên cũng có. Nói thí dụ như mượn nhờ đế lâm ngự giáp phù, đế lâm chân cương phù. Sau đó mượn nhờ những trang bị cùng công pháp nghịch thiên kia tới quần nhau. Lúc trước tu vi của Giang Trần còn không có tiến vào hoàng cảnh trung giai, có thể cùng Tu La Đại Đế rằng co không thua, làm cho Tu La Đại Đế không thể làm gì hắn. Bởi vậy có thể thấy được, lực chiến đấu của hắn cường hãn đến cỡ nào địa tạng nguyên châu là bảo vật truyền thừa của địa tạng môn đáng tiếc nhất chính là giang trần chỉ tìm được địa tạng nguyên châu lại không có được trận pháp truyền thừa của địa tạng môn bằng không thì địa tạng nguyên châu này cùng trận pháp truyền thừa của địa tạng môn kết hợp chẳng khác gì là giang trần triệt để lấy được tinh hoa của thượng cổ địa tạng môn nếu thật sự như thế cho dù đại đế mạnh nhất đương thời giang trần cũng không sợ đương nhiên không có trận pháp truyền thừa của thượng cổ địa tạng môn giang trần lại có trận pháp truyền thừa của thượng cổ đan tiêu cổ phái chỉ luận trận pháp ảo diệu kỳ thật nội tình trận pháp của thượng cổ đan tiêu cổ phái hoàn toàn không thua thượng cổ địa tạng môn chỉ có điều địa vị của đan tiêu cổ phái một mực không thể siêu việt địa tạng môn nguyên nhân ngay ở địa tạng nguyên châu mặc dù đan tiêu cổ phái có nhiều bảo vật nhưng lại tìm không ra một trấn tông chi bảo có thể sánh vai địa tạng nguyên châu chỉ là trấn tông chi bảo của địa tạng môn nó trên cơ bản rất phù hợp trận pháp của đan tiêu cổ phái cùng với trận pháp của đan tiêu cổ phái hình thành ăn ý chỉ cần Giang Trần không ngừng luyện hóa, không ngừng lục loại sáng tạo chậm rãi để chúng nó dung hợp. Đan Tiêu cổ phái có rất nhiều trận pháp, như Đại Mộng Xuân Thu trận, Bát Hoang Bàn Thạch trận, còn có Đại Vô tướng trận pháp, U cổ Thất sát trận. Hiện tại trận pháp cường thế nhất của Giang Trần là Vân Tiêu Kim Đấu trận. Cái kiếm trận này Giang Trần đã chuẩn bị xong, phi kiếm cũng luyện chế tốt rồi, cũng đã bắt tay vào tu luyện. Mặc dù chỉ tu luyện tới cấp độ hơi tiểu thành, nhưng lực công kích đáng sợ của Vân Tiêu Kim Đấu trận, lại để cho Giang Trần rất giật mình. Ở trong động phủ cung điện, tuy mượn nhờ địa lợi, nhưng mà có thể trực tiếp giết chết Tâm Vân Đại đế, công lao của Vân Tiêu Kim đấu trận là không thể bỏ qua. Chương 2342, Hoàn Mỹ xuất quan, 2. Một hoàng cảnh nhị trọng, muốn chính diện chém giết một đế cảnh, hơn nữa còn là cường giả đế cảnh tương đối mạnh. Đây không phải là một sự kiện đơn giản. Mặc dù cường giả đế cảnh kia bị khống chế ngắn ngủi, cho dù đứng ở nơi đó bất động, không có bất kỳ phòng ngự một cường giả hoàng cảnh muốn giết chết hắn, kỳ thật cũng không dễ dàng. Ví như một cự hán cao lớn thô kệch cùng một nhi đồng 7-8 tuổi đối chiến. Nhi đồng muốn thoáng cái giết chết cự hán, độ khó là rất lớn. Tu vi của Giang Trần so với tâm vân đại đế, kỳ thật chính là nhi đồng 7-8 tuổi. Nhưng mà, ngựa nhờ vân tiêu kim đấu trận, Giang Trần lại giống như nhi đồng cầm lưỡi dao sắc bén. Thừa dịp hắn mất đi sức chống cự ngắn ngủi giết chết hắn, lại có thể làm được, hơn nữa hắn đã làm được rồi. Vân tiêu kim đấu trận là lưỡi dao sắc bén, là thủ đoạn sát nhân. Hiện tại chỉ là hơi có tiểu thành, chờ tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Giang Trần quả thực không cảm tưởng nỗi. Trong nháy mắt, 4 năm tháng đi qua. Giang Trần đắm chìm trong tu luyện, lại không có quên thời gian ước định. Ngày hôm nay, Giang Trần mở mắt ra, cảm thụ 4 năm tháng bế quan đến nay, thu hoạch quả thật rất lớn, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng hào tình vạn trượng. Lần này bế quan, lực chiến đấu của ta ít nhất tăng lên gấp đôi, xem ra cũng là thời điểm đi ra ngoài a à, giang trần đưa tay duỗi eo đứng lên đi ra ngoài thiếu chủ ngài xuất quan cung nghênh thiếu chủ xuất quan chứng kiến giang trần xuất quan toàn bộ thiếu chủ phủ từ trên xuống dưới đều cao hứng bừng bừng nhất là niệm nhi trong khoảng thời gian giang trần bế quan này mặc dù nàng không có khóc giống đi tìm giang trần nhưng trong đêm trước khi ngủ lại luôn hữu ý vô ý gọi ba ba nhìn thấy giang trần xuất quan niệm nhi không thể nghi ngờ là cao hứng nhất trong lòng nàng, phụ thân là cao lớn nhất, cũng là người cường đại nhất trên thế giới. Sau khi Giang Trần xuất quan, cái gì cũng không làm, thống thống khoái khoái cùng con gái chơi vài ngày. Niệm Nhi cũng hiểu chuyện, biết Giang Trần một ngày trăm công ngàn việc, cũng không đành lòng mỗi ngày một người chiếm lấy phụ thân. Phụ thân, Niệm Nhi biết rõ người có rất nhiều chuyện phải làm. Niệm Nhi cũng không thể chiếm lấy phụ thân. Niệm Nhi lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn. Giang Trần sờ lên khuôn mặt vô cùng mịn màng của con gái, trong nội tâm chiều mến vô hạn cùng người nhà hưởng thụ lấy mấy ngày vui vẻ giang trần lại bước vào hành trình lần nữa lúc này đây mục tiêu của hắn là trầm hương cốc đương nhiên lần đi trầm hương cốc này hắn sẽ không huy động nhân lực hắn ý định chỉ mang ba người theo thứ tự là vô song đại đế cùng hòe sơn nhị tiêu hòe sơn nhị tiêu một mực ở lưu ly vương thành tự nhiên tùy thời có thể mang vô song đại đế tọa trấn đan cản cung trợ giúp đan chỉ cung chủ khống chế đại cục Giang Trần tạm thời điều động vô song đại đế, nhưng lại phái Thương Hải đại đế đi chiếu ứng đan cản cung. Thương Hải đại đế vốn phụ trách hợp nhất thế lực của Sích đỉnh trung vực, khống chế thế cục của Sích đỉnh trung vực. Mà Sích đỉnh trung vực cùng Vạn Tượng cương vực tiếp giáp, hôm nay dưới tình huống đại cục đã định, Thương Hải đại đế cũng có thể chiếu cố hai bên. Vô Song đại đế thu được tin tức điều động, liền chạy về Lưu Ly Vương thành. Nghe nói Vô Song đại đế trở lại, Tỉnh Trung đại đế liền tới bái phòng. Tỉnh Trung đại đế nghe nói Vô Song đại đế đột phá đưa thân vào hàng ngũ đỉnh cấp đại đế cũng có chút ngứa nghề muốn cùng vô song đại đế luận bàn một phen vô song đại đế gần đây thực lực tăng nhiều cũng đang buồn tìm không thấy đối thủ lực lượng ngang nhau luận bàn lần này trở về hắn đồng dạng là rất ngứa tay hai đế cảnh tỉnh táo tương tích giang trần vì chế tạo mánh lới dứt khoát thấy bọn họ an bài một lôi đài luận bàn trong lúc nhất thời làm cho lưu ly vương thành náo nhiệt lên lần nữa hai người này đều là nhân vật trong sáu cự đầu của tán tu tỉnh trung đại đế ở trong sáu cự đầu, vốn là top 3, vô song đại đế thì sau ba vị. Bọn hắn tầm đó, vốn còn có chút tranh lệch nhỏ, hôm nay, vô song đại đế cường thế đột phá, đã đủ để cùng trước top 3 quyết tranh hơn thua. Vô song đại đế ở cái tuổi này, tu vi lấy được đột phá, có thể nói là thập phần khó được. Ở bên ngoài xem ra, vô song đại đế là vận khí tốt, tìm Giang Trần nương tựa, từ Giang Trần nhận được chỗ tốt. Rất nhiều người quy kết nguyên nhân hắn lấy được đột phá, là vì Giang Trần cho hắn đế lăng đan. Trên thực tế, hiện tại Giang Trần còn chưa kịp luyện chế đế lăng đan, lại lấy đế lăng đan gì đi cho vô song đại đế đột phá. Vô song đại đế đột phá, tuyệt đối không phải vì đan dược phụ tá, mà là võ đạo ý cảnh tăng lên hoàn mỹ, cùng với huyết mạch thân thể tăng lên. Nguyên nhân cuối cùng chỉ có một, đó chính là thiên côn huyết mạch. Lúc trước Giang Trần từ truyền thừa lục cung đạt được ba giọt thiên côn huyết mạch, trong đó một giọt đưa cho khổng tước đại đế, còn có một giọt đưa cho vô song đại đế. Còn lại một giọt, Giang Trần còn cất trên người, hiện tại chỉ còn một giọt này giang trần tự nhiên không thể qua loa tống suất vốn loại người tử trung như hòe sơn nhị tiêu là nên ban cho một giọt thế nhưng mà hiện tại hắn chỉ còn lại một giọt thiên côn huyết mạch cho bất kỳ ai trong huynh đệ bọn hắn đều không ổn cho nên giang trần bỏ đi ý niệm ấy trong đầu hôm nay hòe sơn nhị tiêu thành giúp đỡ đắc lực của hắn giang trần cũng rất thưởng thức năng lực làm việc còn có phong cách làm việc của bọn hắn hòe sơn nhị tiêu này không thể nghi ngờ là thuộc về người có thể trọng dụng phái bọn hắn đi làm việc nhiều lần đều có thể xử lý thỏa đáng, tuy không thể cho bọn hắn thiên côn huyết mạch, nhưng chỉ cần cơ hội phù hợp, về sau giang trần tự nhiên sẽ cho bọn hắn đầy đủ ngon ngọt. Trên thực tế, sở dĩ hoè sơn nhị tiêu khăng khăng một mực đi theo giang trần như vậy, cũng chính bởi vì giang trần cho đủ bọn hắn ngon ngọt. Trước đó lần thứ nhất ở phương diện võ đạo chỉ điểm bọn họ một phen, để cho bọn hắn nhận thức đến thiếu chủ trẻ tuổi này tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, là thực sự có tài học. Hoè sơn nhị tiêu ở phương diện võ đạo truy cầu rộng lớn, bọn hắn cũng biết, dựa vào thực lực bản thân, muốn lấy được quá nhiều đột phá, cơ hồ không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn hắn cùng đan cực đại đế đi gần như vậy, đan cực đại đế giỏi về bắt lấy lòng người, là lợi dụng tâm lý này, điều khiển hòe sơn nhị tiêu. Mà hòe sơn nhị tiêu, cũng muốn từ đan cực đại đế lấy được chỗ tốt, đạt được tài nguyên, đạt được các loại đan dược nghịch thiên. Thế nhưng mà, từ khi gặp được Giang Trần, bọn hắn mới biết, Trước kia hai huynh đệ bọn hắn bị Đan Cực Đại Đế đùa xoay quanh, là ngu xuẩn cùng buồn cười cỡ nào. Chương 2343, Cường giả đế cảnh luận bàn. Tuy Đan Cực Đại Đế là lão quái vật thành danh mấy ngàn năm, thế nhưng mà luận nội tình Đan Đạo, cùng Giang Trần thiếu chủ này thật đúng là không có so. Bên Giang Trần không ngừng đẩy ra các loại đan dược thần kỳ nghe rợn cả người. Vạn thọ đan thì cũng thôi, những đế cảnh bọn hắn ngược lại không quá chú ý, dù sao, đó là bảo vật thích ứng cường giả thánh cảnh thế nhưng mà, về sau lục tục xuất hiện tùng hạc đan, hoàng đằng đan, thậm chí là đế lăng đan, lực hấp dẫn thoáng cái lớn hơn rất nhiều. Mạch lão ca, trận chiến này, ngươi có mấy thành nắm chắc, cùng là tán tu, hoè sơn nhị tiêu tự nhiên cũng biết, thực lực của mạch vô song so với tỉnh trung đại đế, vẫn là hơi thua nửa trù. Song phương quyết đấu, không dễ dàng phân ra thắng bại, nhưng nếu rằng co, tỉnh trung đại đế nhất định càng chiếm ưu thế. Đương nhiên, suy đoán này là căn cứ vào thực lực trước kia đối lập mà bây giờ, mạch vô song lấy được đột phá, thực lực của song phương liền khó mà nói rồi. Cho nên, Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng rất muốn biết, đến cùng mạch vô song có bao nhiêu nắm chắc. Vô song đại đế mỉm cười nói, nếu là dĩ vãng, ta không dám nói có bao nhiêu phần thắng. Chẳng qua hiện nay, thắng bại có lẽ khoảng 5 năm. Nhưng nếu là 10 năm sau, mạch mỗ lại tin tưởng vững chắc, đến lúc đó khả năng mạch mỗ thắng, tuyệt đối vượt qua chín thành. Xưa nay vô song đại đế không phải người thích nói mạnh miệng như vậy, cho nên hắn nói, làm cho Hòe Sơn nhị Tiêu rất giật mình. Tiêu Vân cười hắc hắc nói: Mạch lão ca, từ trước đến nay, ngươi có bảy phần nắm chắc chỉ nói ba phần. Bây giờ ngươi nói năm năm, cái kia nói rõ, trong lòng ngươi đối với mình rất có lòng tin, chỉ ít có bảy tám phần nắm chắc. Không biết tiểu đệ lý giải như vậy đúng hay không. Vô Song Đại Đế nở nụ cười. Nếu như đối thủ là người khác, ta mở miệng sẽ càng cẩn thận một ít. Nhưng mà đánh với Tỉnh Trung lão ca, ta lại không cần kiêng kỵ những việc này. Nói năm năm là cách nghĩ trong nội tâm ta. Năm năm cũng rất lợi hại a, à. dù sao, bài danh sáu cự đầu của tán tu chỉ là nửa khu trước và nửa khu sau mà thôi, Mạch lão ca ngươi nằm ở nửa khu sau a." À. Tiêu Vân thở dài. "Hắc hắc, nói không chừng sau trận chiến này, Mạch lão ca sẽ bước vào nửa khu trước rồi." Tiêu Phong ở một bên phụ họa nói. "Lôi đài lớn nhất Lưu Ly Vương thành là ở cửa ra vào Lưu Ly Vương tháp, cái đại lôi đài này là thần thánh chi địa trong Lưu Ly Vương thành hội võ." Bao nhiêu cường giả quyết đấu, bao nhiêu thiên tài va chạm, đều ở trong đại lôi đài này hoàn thành. Cũng không biết từ thượng cổ đến nay, có bao nhiêu thiên tài từ diễn võ đài này bỗng nhiên nổi tiếng. Nói ngắn lại, loại diễn võ lôi đài này rất dễ thành toàn một người, cũng dễ dàng phá hủy một người. Vô số nhân vật thiên tài đều là từ diễn võ lôi đài này quật khởi được mạch vô song, cùng Tỉnh Trung đại đế đồng ý, trận diễn võ này có thể mở ra cho tất cả hoàng cảnh trở lên của Lưu Ly Vương thành, mà từng cường giả đế cảnh thì có thể mang ba môn hạ đệ tử đến đây xem cuộc chiến, cường giả hoàng cảnh, lại chỉ có thể lẻ loi một mình đến, không thể mang theo người khác. Mà người không thuộc về Lưu Ly Vương Thành, muốn đến xem cuộc chiến, tư cách chuẩn nhập rất nghiêm khắc. Nếu như xuất thân tán tu, phải do mạch vô song cùng tỉnh Trung Đại Đế đều đồng ý, mới có tư cách vào. Nếu như là cường giả tông môn, thì cần giang trần thiếu chủ tự mình gật đầu, mới có thể tiến vào. Một. Trận chiến đỉnh phong như thế, Giang Trần cũng làm đủ chương trình, tạo đủ thanh thế, hấp dẫn khắp nơi chú ý lại một lần nữa để cho lưu ly vương thành thành chủ đề náo nhiệt nhất nhân loại cương vực nhị vị trận chiến này chỉ là bằng hữu luận bàn chỉ luận thu hoạch không hỏi thắng bại nếu nhị vị có thể thi triển ra toàn bộ sở học bình sinh trận chiến này qua đi lẫn nhau đều thu hoạch rất nhiều mà người đang xem cuộc chiến cũng có thể thông qua trận chiến này học được rất nhiều thiên tài ngộ tính mạnh càng có khả năng được lợi trung thân cho nên mặc kệ kết quả trận chiến này như thế nào đối với lưu ly vương thành ta mà nói đều là công đức vô lượng lúc này bổn thiếu chủ thay lưu ly vương thành tạ ơn nhị vị trước lôi đài giang trần cùng các vị đại đế của lưu ly vương thành đều lấy tư cách trọng tài tham gia giang trần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này mang thủ hạ tùy tùng đến hiện tại đám thủ hạ trẻ tuổi của giang trần thực lực võ đạo tiến triển cũng rất nhanh cường giả đế cảnh giao thủ tuy bọn hắn chưa hẳn thấy hiểu nhưng mà cảm thụ không khí giao thủ thoáng một phát cũng sẽ có thu hoạch mà đám tán tu đến từ ngũ hồ tứ hải, người đạt được tư cách kỳ thật cũng không ít. Đương nhiên, những người chuyển nhập này đều được Vô Song đại đế cùng Tỉnh Trung đại đế đồng ý, nhị vị, nhìn ánh mắt chờ mong của mọi người a. À. Bổn thiếu chủ liền không đoạt danh tiếng của các ngươi rồi, mời nhị vị động thủ đi. Trận chiến này, Tỉnh Trung đại đế cùng Vô Song đại đế mới là nhân vật chính, Giang Trần tự nhiên sẽ không đoạt danh tiếng. Hòe Sơn nhị tiêu, thì một trái một phải đứng bên người Giang Trần hiện tại bọn hắn không đơn thuần là thủ hạ của Giang Trần, càng là cận vệ của Giang Trần. Trên lôi đài, tỉnh Trung Đại Đế cùng vô song Đại Đế đã uấn những cảm xúc chiến đấu, song phương một cái giống như núi cao lồng lộng, khí thế hùng vĩ, đây là vô song Đại Đế. Mà tỉnh Trung Đại Đế thì thâm trầm như biển, nhìn bề ngoài như không sóng gợn, nhưng phía dưới lại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, mạch nước ngầm mãnh liệt. Tuy khí chất của hai người bất đồng, nhưng khí tức cường đại phát ra, lập tức làm cho hào khí bốn phía lôi đài, cũng kìm lòng không được bị dấy lên. Vô song đạo hữu, mời. Tỉnh Trung Đại Đế không nói hai lời, thân ảnh thoáng như gợn sóng, lắc lư tầm đó, vậy mà sinh ra vô số hư không rung động, thân ảnh của hắn giống như phong giống như vũ, tựa như ảo mộng, vậy mà đi theo biên độ của gợn sóng lắc lư. Loại cảm giác này, giống như thực giống như huyễn, rất khó phân biệt. Vô song Đại Đế cười ha ha, trong tay chảo một cái, lại nhiều hơn một kiện vũ khí. Tỉnh Trung Đạo Hữu, đao này là trước kia ta đoạt được nhưng chưa bao giờ tế luyện qua lần này đột phá ta vậy mà cùng nó hoàn thành một lần câu thông từ nay về sau nhân đao hợp nhất trung tham đại đạo hôm nay người trước thử xem đao kỹ ta mới sáng tạo như thế nào nghe nói vô song đại đế tự mình sáng tạo đao kỹ trong lòng tỉnh trung đại đế cũng khẽ động tốt lão phu liền nhìn xem đao kỹ của vô song đạo hữu sáng tạo có gì thần kỳ giang trần chứng kiến vô song đại đế xuất đao cũng cảm thấy ngoài ý muốn cảnh giới võ đạo của mạch lão ca Quả nhiên tinh tiến một thành, thật đáng mừng a. À. Giang Trần cùng vô song đại đế cũng coi như bằng hữu cũ nhiều năm rồi. Đối với thực lực cùng năng lực của vô song đại đế, trước kia cũng có một cái dự đoán. Chương 2344, vô song đại đế khiếp sợ thiên hạ một. Thế nhưng mà hôm nay đao kia vừa ra, Giang Trần liền nhìn rõ thực lực cùng tu vi của vô song đại đế đều viễn siêu năm đó. Đao thế cường đại như dãy núi đập vào mặt, tỉnh trung đại đế cũng hơi có chút kinh ngạc hai người thác loạn tầm đó, đã hoàn thành mấy lần công thủ trao đổi. Chật chật, đột phá quả nhiên bất đồng. Vừa rồi tỉnh Trung Đại Đế trong lúc lơ đãng, một đao kia cũng đã đạt tới đao đạo thần tủy. Nếu như nói ở đây có cường giả hoàng cảnh nào hoàn toàn xem hiểu tỉnh Trung Đại Đế, cùng vô song Đại Đế chiến đấu, cái kia không phải giang trần thì không còn ai. Từ lúc khai chiến đến nay, tỉnh Trung Đại Đế trên danh nghĩa là người khiêu chiến, nhưng trên thực tế, chiến lược của hắn vẫn rất bảo thủ, ngay từ đầu hắn cũng không có đi theo tiết tấu đánh nhanh của vô song đại đế mà vô song đại đế trận chiến này truy cầu nhìn bề ngoài cũng không phải muốn ổn thỏa bảo thủ mà là vừa ra tay liền điên cuồng công kích giang trần là đại hành gia xem chỉ chốc lát liền nhìn ra tự tin của vô song đại đế là từ đâu đến rồi đầu tiên sau khi luyện hóa được thiên côn huyết mạch vô song đại đế vốn có ưu thế tốc độ giờ khắc này ưu thế tốc độ rõ ràng càng mạnh hơn nữa Thứ hai, lực công kích của Vô Song Đại Đế rất mạnh, làm cho Tỉnh Trung Đại Đế mệt mỏi chống đỡ. Tuy không thể nói cái này là ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng trên tràng diện ít nhất là Tỉnh Trung Đại Đế lúng túng hơn một ít. Võ đạo chi lộ của Tỉnh Trung Đại Đế, như trong bông có kim, nhìn như ôn hòa, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ chút ít mũi nhọn. Bất quá giờ phút này, trong lòng Tỉnh Trung Đại Đế lại nhấc lên sóng to gió lớn. Độ khó của trận chiến này xa xa vượt qua hắn dự đoán hắn thậm chí có chút hối hận, mình vốn là một người rất ổn trọng, nhưng lần này tùy tiện tìm vô song đại đế luận bàn vũ kỹ, là có chút cản rỡ thô lỗ rồi. Hắn làm sao cũng không thể tưởng được, vô song đại đế vốn là tu vi hơi không bằng hắn, sau khi đột phá, sức chiến đấu vậy mà tăng lên tới tình trạng đáng sợ như thế. Tỉnh trung đại đế ở trong lục đại cự đầu của tán tu giới, nếu bàn về lực công kích, tuyệt đối sắp xếp không đến đệ nhất. Nhưng luận lực phòng ngự, tuyệt đối là ổn cư đệ nhất phòng ngự vững chắc là pháp bỏ khắc địch chế thắng của tỉnh trung đại đế hắn thường thường có thể mượn nhờ phòng ngự vững chắc mài đối thủ kiệt sức sau đó mượn cơ hội phản kích khắc địch chế thắng thế nhưng mà lúc này đây hắn lại phát hiện vô song đại đế tiến công triệt để ngăn chặn phòng ngự của hắn để cho hắn phản kích rất khó sinh ra hiệu quả bình thường sau khi đột phá sức chiến đấu sẽ có tăng lên thực chất trước khi tỉnh trung đại đế tìm vô song đại đế luận bàn kỳ thật cũng dự đoán loại tăng lên này ở bên trong bất quá hiện tại hắn hiển nhiên phát hiện tuy mình dự đoán đã tận lực đánh giá cao nhưng sự thật chứng minh hắn vẫn là đánh giá thấp vô song đại đế rồi kỳ thật đừng nói tỉnh trung đại đế ngay cả vô song đại đế giao chiến đến lúc này cũng có thể cảm giác được sức chiến đấu của mình tăng lên trên phạm vi lớn trước kia hắn đã giao thủ qua với tỉnh trung đại đế chưa bao giờ có một khắc mà mình thành thạo như hiện tại tuy không nói đã nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng cái chiến cuộc này vô song đại đế rất rõ ràng tiết tấu hoàn toàn bị mình điều khiển Thiên Côn huyết mạch, đối với ta cải tạo quả nhiên là toàn bộ phương vị, chẳng những để cho ta lấy được đột phá, còn cường hóa lực lượng huyết mạch của ta, tăng lên cảnh giới võ đạo của ta, hơn nữa tốc độ của ta tăng lên trên phạm vi lớn. Trận chiến này quả nhiên là đá thử vàng tốt nhất a. À? Trong lòng Vô Song đại đế cũng cực kỳ hưng phấn. Lục đại cự đầu của tán tu giới tầm đó, cũng thường xuyên có một ít luận bàn. Vô Song đại đế ở trong sáu cự đầu, chống lại Hỏa Viêm đại đế cùng Nhược Y đại đế, hắn đều có nắm chắc chiếm thượng phong chống lại ba đại đế nửa khu trước hắn vẫn luôn ở hạ phong từ u đại đế mặc chiết đại đế còn có tỉnh trung đại đế ba người này trên thực lực đều có đặc điểm riêng lại phi thường cân đối cũng chưa nói tới ai lợi hại hơn ai tổng thể mà nói từ u đại đế bá đạo một ít mặc chiết đại đế thần bí một ít mà tỉnh trung đại đế thì trầm ổn một ít đều có phong cách riêng nhưng mà ba người này bất luận loại phong cách nào so với vô song đại đế trước kia đều là hơn một chút. Thế nhưng mà giờ phút này, vô song đại đế lại ẩn ẩn có xu thế áp chế Tỉnh Trung đại đế. Đám tán tu dưới lôi đài đang xem cuộc chiến, có lẽ còn không cách nào nhìn thấu chiến cuộc ẩn chứa ảo diệu, nhưng mà giang trần lại nhìn ra được. Sau khi Mạch lão ca đột phá, như hổ thêm cánh, như kim lân hóa rồng, một phát không thể vãn hồi a, à, nhân vật như Tỉnh Trung đại đế cũng bị hắn áp chế. Ân, thiên côn huyết mạch kia, quả nhiên thần kỳ giang trần tự nhiên biết rõ vô song đại đế có thể có tiến bộ này tuyệt đối là công lao của thiên côn huyết mạch mà những tán tu đang xem cuộc chiến ở bốn phía lôi đài chứng kiến chẳng diện bực này trong nội tâm cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái ở đại bộ phận tán tu xem ra tỉnh trung đại đế bài danh cao hơn vô song đại đế thực lực nhất định là cao hơn nửa trù a thế nhưng mà từ chiến cuộc đến xem rất rõ ràng chiếm cứ thượng phong không phải tỉnh trung đại đế mà là vô song đại đế cái này để cho những tán tu đang xem cuộc chiến kia đều hơi có chút ngoài ý muốn vô song đại đế này sau khi đột phá vậy mà cường hãn như vậy có phải tỉnh trung đại đế cố ý phóng nước hay là bày ra yếu thế hay không các ngươi suy nghĩ nhiều a à, đường đi của tỉnh trung đại đế thiên hướng phòng ngự hắn là ổn trong cầu thắng hoa lệ trên tràng diện không phải tỉnh trung đại đế truy cầu nói thì nói như thế thế nhưng mà cái này áp chế quá lợi hại đi xem ra vô song đại đế là muốn thay thế tỉnh trung đại đế rồi kỳ lạ sao ta cảm thấy sau khi vô song đại đế đột phá tựa hồ khí chất cùng khí thế cả người tăng lên rất nhiều cấp độ có lẽ hiện tại tự u đại đế cùng mặc chết đại đế chống lại vô song đại đế cũng chiếm không đến tiện nghi có đạo lý nếu như tỉnh trung đại đế không cách nào chiếm được tiện nghi thì hai vị kia cũng tuyệt đối chiếm không đến tiện nghi gì nói như vậy vô song đại đế tiến bộ thật sự rất lớn a à. Chẳng lẽ nói, Giang Trần thiếu chủ này thật sự có bổn sự sửa đá thành vàng gì? Đám tán tu đang xem cuộc chiến, đều có lập trường riêng, nhao nhao nghị luận lên. Bọn hắn có người thưởng thức tỉnh trung đại đế, có người ưa thích vô song đại đế, đều có ủng hộ riêng. Trên lôi đài, chương 2345, vô song đại đế khiếp sợ thiên hạ. 2. Tuy tỉnh trung đại đế kinh ngạc thực lực của vô song đại đế, nhưng hắn rốt cuộc là đỉnh cấp đế cảnh thành danh hơn 3.000 năm. Mặc dù có chút hạ phong, nhưng không đến mức bối rối, Bảo vệ chặt môn hộ, cũng có thể cùng Vô Song đại đế đấu lực lượng ngang nhau, không có lập tức hiển lộ ra vẻ mệt mỏi chật vật. Mà Vô Song đại đế, sau một trận tiến công cuồng dã, thấy không có hiệu quả, cũng biết tuy thực lực mình tăng lên, nhiều lắm là bề ngoài nhìn đẹp mắt, muốn cầm xuống Tỉnh Trung đại đế, cơ hồ là không thể nào. Dù sao, hắn cũng không quá đáng là mới vừa tiến vào hàng ngũ đỉnh cấp đại đế mà thôi. Mà Tỉnh Trung đại đế, lại tiến vào hàng ngũ đỉnh cấp đại đế chí ít 300 năm thực lực đã đến đỉnh cấp đại đế, lẫn nhau muốn đơn giản nghiền áp là quả quyết không thể nào. Muốn phân thắng bại, nhất định phải cắn xé nhau, lấy ra thủ đoạn ẩn giấu. Hiển nhiên, bọn hắn bằng hữu luận bàn, không có khả năng chiến đấu đến một bước kia. Nói sau, bọn hắn tầm đó vốn là đạo hữu ở chung không tệ. Sau một trận tấn công điên cuồng, chiến đấu không thể thắng được, vô song đại đế cũng chậm rãi lắng động xuống. Trận chiến này, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không có thực lực thoáng cái ăn tươi đối phương vô song đại đế cuốn trường đao, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay qua bên kia lôi đài, cười ha ha, thống khoái, thống khoái. Tỉnh Trung lão ca, trận chiến này, thống khoái trước nay chưa có. Bất quá hai người chúng ta, lẫn nhau hiểu rõ, tiếp tục đánh xuống, người năm tám năm, chỉ sợ cũng phân không ra thắng bại. Không bằng, trận chiến này dừng ở đây, chúng ta lấy hòa mà rời chàng, như thế nào, thế hòa không phân thắng bại. Đối với tỉnh Trung Đại Đế mà nói, không có gì tốt hơn dù sao đánh tiếp bên tỉnh trung đại đế sẽ càng mệt mỏi chống đỡ đối với cường giả như bọn hắn mà nói nếu như cả hai giao chiến một phương vĩnh viễn ở vào trạng thái chống đỡ trên mặt mũi cũng không dễ xem cũng may lúc sau thế công của vô song đại đế cũng chậm lại hai người như vậy xong việc tất nhiên là mọi người đều vui vẻ ai cũng không thắng được ai nhưng mà ai cũng không có thua tỉnh trung đại đế biết rõ vô song đại đế chủ động cầu hòa tuyệt đối không phải kiêng kỵ tỉnh trung đại đế hắn còn có bao nhiêu năng lượng mà là vì bằng hữu, không tổn thương hòa khí mới là hoàn mỹ nhất. Nhưng dù vậy, trận chiến này tạo thành oanh động, cũng đầy đủ kinh người. Tuy trận chiến này không có phân ra thắng bại, nhưng mọi người đối với vô song đại đế biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người, đều cảm thán không thôi. Sau khi đám tán tu xem cuộc chiến rời đi, tin tức về trận chiến này lập tức truyền khắp nhân loại cương vực. Lúc này đây, vô song đại đế thành tiêu điểm cho mọi người nhiệt liệt thảo luận. Trước kia, vô song đại đế đầu nhập vào giang trần, mặc dù mọi người biết hắn là báo ân, bởi vì Giang Trần cứu hắn và đạo lữ một mạng. Nhưng mà bây giờ, mọi người mới phát hiện, Vô Song Đại Đế tìm Khổng Tước Thánh Sơn nương tựa, tìm Giang Trần thiếu chủ nương tựa, lại là một cử động phi thường anh minh. Dư luận cả nhân loại cương vực đều cho rằng, Vô Song Đại Đế là vì tìm Giang Trần thiếu chủ nương tựa, từ Giang Trần thiếu chủ nhận được chỗ tốt, nhận được tài nguyên, lúc này mới có thể trong thời gian thật ngắn, tiến bộ thần tốc, ẩn ẩn có xu thế bao trùm trên Tỉnh Trung Đại Đế, thậm chí trở thành tán tu giới đệ nhất cự đầu mà tỉnh Trung Đại Đế gần đây không màng danh lợi, sau trận chiến, cũng biết lần này mình có khả năng thành đá lót chân cho vô song Đại Đế, quật khởi rồi. Bất quá dùng tính cách của tỉnh Trung Đại Đế, hắn đối với những hư danh này không quá để ý. Trái lại, chuyện này lại càng thêm khích lệ hắn. Ở một khắc tỉnh Trung Đại Đế quyết định lưu lại trợ giúp Giang Trần này, hắn đã sớm xem nhạt cá nhân được mất. Hắn tìm vô song Đại Đế luận bàn vũ kỹ, thứ nhất là muốn nhìn một chút vô song Đại Đế tiến bộ có bao nhiêu, thứ hai là vì ma luyện võ đạo của mình đối với ngoại giới xôn xao tỉnh trung đại đế lại không thèm để ý bất quá từ u đại đế ở cách đó mười vạn dặm trong mắt lại hiện lên một đạo hào quang kinh người mạch vô song cùng tỉnh trung đại đế lôi đài luận bàn trên tràng diện áp chế tỉnh trung đại đế tin tức này làm cho từ u đại đế cũng cảm thấy rất giật mình hắn và tỉnh trung đại đế đã giao thủ cũng cùng vô song đại đế giao thủ ở trên người tỉnh trung đại đế dù mạnh mẽ như từ u đại đế cũng rất khó chiếm được chỗ tốt, rất khó chiếm cứ thượng phong. Mà vô song đại đế, tự u đại đế tự hỏi vẫn có thể áp chế đối phương. Thế nhưng mà, sĩ biệt tam nhật, phải lo mắt mà nhìn. Hôm nay, vô song đại đế vậy mà lấy được tiến bộ kinh người như thế, có thể ở trên lôi đài áp chế tỉnh trung đại đế. Ý niệm đầu tiên của từ u đại đế là cảm thấy tin đồn khuếch đại, cảm thấy đây là lưu ly vương thành vì thổi phồng vô song đại đế, nghe nhầm đồn bệnh. Hừ, nghĩ tới mạch vô song kia đơn giản là ở phương diện tốc độ có chút bổn sự vũ kỹ của hắn thủ đoạn của hắn cũng không có quá nhiều chỗ hơn người nếu bổn đế cùng hắn giao thủ phần thắng ít nhất chín thành trở lên chẳng lẽ nói sau khi thằng này đột phá thực lực đột nhiên tăng mạnh đã không phải là mạch vô song nguyên lai chẳng biết tại sao đột nhiên tự u đại đế có một loại cảm giác gấp gáp trong lòng thậm chí còn có chút lo lắng cùng không cam lòng thậm chí cảm nhận được một cỗ uy hiếp không hiểu nếu như tin đồn là thật nếu như mạch vô song kia thật sự có thể áp chế tỉnh trung đại đế vậy tự u đại đế hắn chống lại mạch vô song chỉ sợ cũng chưa nói tới bao nhiêu phần thắng a à, dù sao tự u đại đế cùng tỉnh trung đại đế tầm đó cũng không quá đáng là ngang tay cho tới bây giờ không tồn tại cục diện ai có thể tuyệt đối áp chế ai mà giờ khắc này tin tức kia truyền ra không thể nghi ngờ là phá vỡ cách cục vốn có của tán tu giới trong những đại đế bên lưu ly vương thành tu vi của niêm hoa đại đế là mạnh nhất so với Tu La Đại Đế năm đó, cũng không thua kém chút nào. Mà đại đế khác, Thương Hải Đại Đế sắp hạng tiếp theo. Tịch Diệt Đại Đế, Trấn Nhạc Đại Đế, Trảm Không Đại Đế, Bàn Long Đại Đế, thực lực của bốn người này đều tương đối yếu một ít. Nhất là Bàn Long Đại Đế, hôm nay bất quá là sơ giai đại đế mà thôi. Theo lý thuyết, một giọt thiên côn huyết mạch còn lại kia, có lẽ lưu cho một gã đại đế mạnh nhất của Lưu Ly Vương Thành, đây mới là hợp lý nhất. Nhưng mà Giang Trần quan sát nghiêm hoa đại đế rất lâu, hắn vẫn cảm thấy, tính cách của Niêm Hoa Đại Đế không xứng với giọt thiên côn huyết mạch này. Niêm Hoa Đại Đế nói dễ nghe, đó là không tranh quyền thế, nhưng mà nói khó nghe, cái kia là chỉ lo thân mình, thậm chí có thể nói khuyết thiếu đảm đương, không có lòng mang thiên hạ. Chương 2346, Cơ duyên thiên vị, 1. Điểm này cũng là địa phương Giang Trần không hài lòng nhất. Năm đó Khổng Tước Đại Đế ý chí thiên hạ, không đơn thuần là cân nhắc vận mệnh của Lưu Ly Vương thành, càng là suy nghĩ vận mệnh của cả nhân loại cương vực. Giang Trần không trông cậy vào niêm hoa đại đế có thể như khổng tước đại đế, nhưng ít ra niêm hoa đại đế này, ở trước mặt trái phải rõ ràng, có được lập trường kiên định thế nhưng mà, sự thật lại chứng minh, niêm hoa đại đế không có làm được. Lúc trước Tu La đại đế làm khó dễ, tổ chức trừ hầu đại hội, niêm hoa đại đế vốn là có tư cách đứng ra phản đối nhất. Thế nhưng mà hắn lại không làm, mà lựa chọn nước chảy bèo trôi, lựa chọn trầm mặc, lựa chọn dung túng Tu La đại đế. Chuyện này, Giang Trần tự nhiên sẽ không thu về tính sổ nhưng lại để cho hắn nhận rõ ràng nghiêm hoa đại đế. Loại người này, dệt hoa trên gấm dư xài, nhưng muốn hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thời khắc mấu chốt giao trọng trách, độ khó rất lớn. Về phần những người khác, Giang Trần muốn cân nhắc cũng chỉ có tịch diệt đại đế hoặc là bàn long đại đế. Cách cục của tịch diệt đại đế coi như không tệ, nhưng tiềm chất võ đạo cá nhân lại tranh lệch một tí, không bằng loại tán tu như tỉnh trung đại đế cùng vô song đại đế. Về phần bàn long đại đế, tiềm chất võ đạo không tệ nhưng mà bản thân hắn là hậu duệ long tộc thiên côn huyết mạch này giang trần là sẽ không cho hắn giang trần ngược lại cân nhắc qua một ngày nào đó chờ long tiểu huyền đột phá thiên vị chân long chi huyết của hắn có lẽ có thể cân nhắc được một giọt cho bản long đại đế đến lúc đó cọc cơ duyên kia nói không chừng sẽ vượt qua thiên côn huyết mạch đương nhiên đây là quy hoạch trường kỳ của giang trần dù sao hiện tại bản long đại đế mới chỉ là đế cảnh sơ giai tu vi còn chưa tới loại cấp độ kia những ngày này Tỉnh Trung đại đế cũng đã nghe được rất nhiều lời đồn đãi. Có một loại thuyết pháp nói là hắn bị Giang Trần lợi dụng, bị Lưu Ly Vương Thành lợi dụng, thành đá kê chân của Vô Song đại đế, thành đá kê chân cho Lưu Ly Vương Thành. Đối với loại thuyết pháp này, Tỉnh Trung đại đế lại mắt điếc tai ngơ. Trên thực tế, chính như Vô Song đại đế suy đoán, những sự tình này đúng là Tỉnh Trung đại đế hắn cố ý trợ giúp. Lúc trước Tỉnh Trung đại đế lựa chọn ở lại Lưu Ly Vương Thành, lựa chọn ủng hộ Giang Trần, hắn liền bắt đầu cân nhắc chuyện này. Ở tỉnh Trung Đại Đế xem ra, nhân loại cương vực hiện tại chia rẽ, người có thể chỉnh hợp nhân loại cương vực chỉ có Giang Trần. Ở trên người Giang Trần, tỉnh Trung Đại Đế thấy được tiềm chất vô cùng. Đã như vậy, tỉnh Trung Đại Đế dứt khoát đến giúp người hoàn thành ước vọng, không tiếc dùng loại phương thức này đến giúp Giang Trần Dương Danh, vì Lưu Ly Vương thành Dương Danh. Giờ phút này, tỉnh Trung Đại Đế được Giang Trần mời đến Khổng Tước Thánh Sơn làm khách. Tỉnh Trung Đại Đế cùng vô song đại đế chiến một trận ngươi dụng tâm lương khổ nếu bổn thiếu chủ không được vô song đại đế nhắc nhở suýt nữa bị giấu giếm qua a à. giang trần nhẹ nhàng thở dài ung dung cười nói tỉnh trung đại đế nao nao lập tức cũng nở nụ cười vô song đạo hữu hắn nói cái gì tỉnh trung đại đế ngươi mượn trận chiến ấy thay giang trần ta dương danh thay lưu ly vương thành ta dương danh quên mình vì người đạo đức tốt làm cho người kính nể giang trần nói đến đây cũng đứng lên hướng tỉnh trung đại đế thi lễ một cái tỉnh trung đại đế vội vàng đứng dậy hoàn lễ, giang trần thiếu chủ, hôm nay ngươi là lưu ly vương thành chi chủ, lão phu không đảm đương nổi cái lễ này a. À. giang trần nghiêm mặt nói, tiền bối cao thượng, nếu giang trần làm như không thấy, thản nhiên thụ ân, sao sánh được tâm ý của tiền bối, tỉnh trung đại đế cười ha ha nói, một chút việc nhỏ, không cần phải nói, huống chi. Lão Phu Đích thật là cũng có chút ngứa nghê, muốn tìm vô song đạo hữu luận bàn. Việc này chỉ có thể nói là thuận tay mà thôi. Nhìn ra được, tỉnh trung đại đế cũng không có ý tứ kể công. Giang Trần âm thầm cảm thán, tỉnh trung đại đế này, hoàn toàn chính xác không phụ lòng vô song đại đế tán thưởng. Nếu bàn về lòng dạ cùng cách cục, tỉnh trung đại đế ở trong tán tu giới, đích thật là một khác loại. Ở trên người tỉnh trung đại đế, Giang Trần phẳng phất lờ mờ thấy được bóng dáng của khổng tước đại đế. Nếu tỉnh trung đại đế này có được năng lực cùng địa vị như khổng tước đại đế, chỉ sợ những chuyện hắn làm, cũng sẽ không thua khổng tước đại đế nhân vật như vậy mặc kệ ngươi cùng hắn có quen hay không cũng phải nghiêm nghị kính nể ánh mắt thâm thúy nhìn qua tỉnh trung đại đế giang trần mở miệng nói tỉnh trung đại đế ta nhớ lúc trước mạch lão ca ưa thích xưng hô ngươi là huy lão ca ha ha đúng nếu như ở nơi tư nhân vẫn là loại xưng hô này càng có tình vị bất quá dưới tình huống bình thường chúng ta cũng dùng đạo hữu xưng hô tỉnh trung đại đế tên thật gọi là tỉnh trung huy bởi vậy rất nhiều người xưng hô hắn là huy lão ca ta đây cũng mặt dạng mày dày gọi ngươi một tiếng huy lão ca giang trần mỉm cười nói hôm nay ta có một cọc cơ duyên muốn đưa tặng cho huy lão ca a à, tỉnh trung đại đế nao nao có chút khó hiểu mà nhìn giang trần trước khi ta nói ra cơ duyên lần này ta phải sớm cáo chi một sự tình cọc cơ duyên này huy lão ca phải giữ bí mật hơn nữa sau khi đạt được cơ duyên này phải có tâm đoan chính tuyệt đối không thể làm ác đương nhiên những sự tình này ta cũng tin được huy lão ca bất quá có một số việc nên sớm nói ra mới tốt tỉnh trung đại đế thấy giang trần nghiêm túc như thế trong lòng cũng rất hiếu kỳ giang trần thiếu chủ ngươi đừng sâu khẩu vị của lão phu nữa người nhắc tới cơ duyên trong nội tâm lão phu liền tâm ngứa khó cong a à. mặc dù ngữ khí của tỉnh trung đại đế có chút khoa trương nhưng là lời nói trong nội tâm giang trần tống xuất tùng hạc đan là đan dược đỉnh cấp mà đời này tỉnh trung đại đế chưa thấy qua cho nên giờ phút này nghe giang trần nói tiễn đưa hắn một cọc cơ duyên ý niệm đầu tiên là nghĩ đến đế lăng đan nghĩ tới nguyên nhân vô song đại đế tiến bộ phi tốc ha ha giang trần thiếu chủ cho lão phu trước đoán một cái người muốn tặng lão phu có phải đan dược hay không trong truyền thuyết có thể làm cho cường giả đế cảnh vô điều kiện tăng lên cảnh giới đế lăng đan ngư khí của tỉnh trung đại đế cũng hơi có chút kích động bất luận cường giả võ đạo nào cho dù là cường giả đứng trên đỉnh phong cũng sẽ có truy cầu Bọn hắn vĩnh viễn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Giang Trần mỉm cười, nhưng lại lắc đầu, đan dược cuối cùng chỉ là tạo hóa nhất thời. Cơ duyên ta muốn đưa, lại không phải cơ duyên truy cầu nhất thời. A, à, chẳng lẽ còn có cái gì hấp dẫn hơn đế lăng đan sao? Con mắt của Tỉnh Trung Đại Đế sáng ngời. Giang Trần thiếu chủ, ngươi hoàn toàn treo ngược khẩu vị của lão phu lên. Rồi, chương 2347, cơ duyên thiên vị hai. Rốt cuộc là cơ duyên gì, đừng thừa nước đục thả câu nữa tỉnh trung đại đế xoa xoa hai tay cũng cười nói đây là một cơ duyên siêu việt đế cảnh giang trần cười nhàn nhạt, nhạt cái gì đột nhiên tỉnh trung đại đế cảm thấy đầu óc ẩm vang một tiếng hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm cơ duyên siêu việt đế cảnh đó là cái gì chẳng lẽ là cơ duyên thiên vị ngay cả tiền bối cao nhân như tỉnh trung đại đế giờ phút này sắc mặt cũng trắng bệch có chút thất thố cả lam hỏi giang trần thiếu chủ ngươi ý của ngươi là cơ duyên thiên vị giang trần mỉm cười gật đầu đúng vậy đầu óc của tỉnh trung đại đế ông 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 phát nổ cơ duyên thiên vị cơ duyên thiên vị nhân loại cương vực này bao nhiêu năm không có xuất hiện thiên vị tại sao có thể có cơ duyên thiên vị nếu như là những người khác nói với tỉnh trung đại đế lời này tỉnh trung đại đế nhất định sẽ bật cười coi đây là một chuyện cười thế nhưng mà lời này từ trong miệng giang trần nói ra lại có ma lực khác làm cho tỉnh trung đại đế muốn không tin cũng khó khăn bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này những năm gần đây thật sự sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, cho người trong thiên hạ quá nhiều kinh hỉ. Tỉnh trung đại đế hắn, sở dĩ hiện tại còn dừng lại ở Lưu Ly Vương thành, không phải là vì trên người người trẻ tuổi kia tràn đầy ma lực thần kỳ, để cho hắn kìm lòng không được muốn trợ giúp sao? Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu, lấy ra giọt Thiên Côn huyết mạch cuối cùng. Huy lão ca, đây là một giọt thượng cổ Thiên Côn huyết mạch. Côn bằng chi huyết, không phải chuyện đùa. Sau khi luyện hóa, ít nhất có thể làm cho ngươi đột phá thiên vị không lo. Giang Trần đặt một giọt thiên côn huyết mạch kia ở trước mặt tỉnh trung đại đế. Tỉnh trung đại đế si ngốc vui vẻ, ánh mắt gần như có chút ngưng trệ, nhìn qua cái chai kia. Cái chai kia vừa ra, liền có một cỗ khí tức lăng lệ ác liệt đập vào mặt. Khí tức thật cường đại. Trong mắt tỉnh trung đại đế khẽ động, trong lòng chấn động vô cùng. Chỉ là một giọt huyết mạch, lại chưa ở trong bình, liền có khí tức đáng sợ bực này. Đây tuyệt đối không phải huyết mạch bình thường a, à, Giang Trần thiếu chủ. Cái này, cái này thật sự đưa cho ta tỉnh trung đại đế có chút gánh không được rồi, loại hấp dẫn này tuyệt đối không phải bất luận võ giả nào cũng có thể kháng cự. Cho dù là tỉnh trung đại đế cũng không ngăn cản được loại hấp dẫn này. Huy lão ca, ngươi cho ta một cái nhân tình lớn như vậy, lại cho thấy lập trường ủng hộ Lưu Ly Vương thành ta. Đến mà không đi là vô lễ, nếu ta không có một vật hồi báo, sao có thể nói nổi chứ?" Giang Trần mỉm cười nói. "Thế nhưng mà, thế nhưng mà cái này cũng quá chân quý đi." Tỉnh Trung Đại Đế hít sâu một hơi, nhìn qua cái chai kia, ánh mắt lại có chút di động không nổi nói thật dù miệng hắn khách khí nhưng nội tâm là tuyệt đối không bỏ được đối mặt loại cơ duyên này dù ai cũng không cách nào ngoại lệ chỉ là hắn cảm thấy cọc cơ duyên này quá nặng thế cho nên hắn cảm giác mình nhận có chút xấu hổ tỉnh trung đại đế là một người như vậy lần trước giang trần sớm cho hắn tùng hạc đan chuyện này để cho hắn cảm thấy mình thiếu giang trần rất nhiều cho nên về sau giang trần làm chuyện gì hắn đều là cực lực ủng hộ cực lực thúc đẩy toàn lực ứng phó lần này phân lượng của cọc cơ duyên kia rõ ràng lại trên tùng hạc đan cái này để cho nội tâm của tỉnh trung đại đế tràn ngập mâu thuẫn giang trần cũng không có thúc giục tỉnh trung đại đế loại cơ duyên này tỉnh trung đại đế mới có thể hiểu chỉ cần tỉnh trung đại đế tiếp nhận cơ duyên này vậy thì ý nghĩa tỉnh trung đại đế hắn tựa như vô song đại đế hoàn toàn nhét vào trận doanh của giang trần tuyệt đối không thể đổi ý cho nên giang trần cũng không có thúc giục mà là chờ tỉnh trung đại đế lựa chọn Tỉnh Trung Đại Đế xác thực lòng dạ biết rõ. Hắn biết rõ, đây là Giang Trần hướng hắn ném ra cành ô liu. Cọc cơ duyên này, chỉ cần Tỉnh Trung Đại Đế hắn nhận, vậy hắn nhất định phải sống chết đi theo Giang Trần. Điểm này, giống như ăn ý ở giữa truyền thừa của thầy trò. Ở thế giới võ đạo, không ai có thể vi phạm loại quy tắc này. Dù Tỉnh Trung Đại Đế là tiền bối, mà Giang Trần chỉ là thiên tài trẻ tuổi, chỉ cần Tỉnh Trung Đại Đế nhận cơ duyên của Giang Trần, như vậy nhất định phải thừa nhận mình là người của Giang Trần phải thừa nhận từ nay về sau mình đánh lên lạc ấn của Giang Trần, phải hiệu chung với Giang Trần. Trong lòng tỉnh Trung Đại Đế sóng to gió lớn, không ngừng trùng kích nội tâm của hắn. Cơ duyên thiên vị. Không thể tưởng được lão phu sống đến lúc này, vậy mà tìm được cơ duyên bực này. Nếu như ta bỏ qua, là trung thân bỏ qua. Nếu như ta bắt lấy, kiếp này, nhất định phải đánh lên lạc ấn của Lưu Ly Vương Thành, phải hiệu chung với Giang Trần Thiếu Chủ. Trong lòng của tỉnh Trung Đại Đế cũng nghĩ đến chuyện này, đang bắt đầu suy xét ta sống đến cái tuổi này, thế gian nhân tình ấm lạnh gì không có xem qua. Dạng người gì chưa thấy qua. Lưu Ly Vương thành khổng tước đại đế, đan hỏa thành đan cực đại đế, đều là nhân vật sáng chói nhất thời của nhân loại cương vực, thế nhưng mà ở trên người bọn họ, cũng không có cho người nhiều kinh hỉ như Giang Trần Thiếu Chủ. Kẻ này tuổi còn nhỏ, liền có thể làm ra khí tượng như vậy, đợi một thời gian, hắn tất sẽ trở thành lĩnh tụ vạn năm nhất ngộ, thậm chí mười vạn năm nhất ngộ của nhân tộc. Đi theo người như vậy, thực sẽ để cho ta mất mặt sao? tỉnh trung đại đế lịch duyệt còn ở đó tâm bình khí hòa suy nghĩ một chút tỉnh trung đại đế xác thực rất coi trọng giang trần hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không che giấu thưởng thức của mình đối với giang trần hôm nay giang trần bày loại hấp dẫn này ở trước mặt hắn hắn thật sự có chút không cách nào cự tuyệt cơ duyên thiên vị có người cả đời cũng không có khả năng gặp được thậm chí mười đời cũng chưa hẳn có thể gặp được bỏ qua lần này chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai trong nội tâm tỉnh trung đại đế nghĩ vô song đại đế kia ngắn ngủn mấy năm liền hoàn thành bay vọt về chất sau khi thực lực đột phá ẩn ẩn có tư thế bao trùm ta bởi vậy có thể thấy được đi theo giang trần thiếu chủ được đến cơ duyên tuyệt đối không kém nghĩ tới đây chút rụt rè cuối cùng trong nội tâm tỉnh trung đại đế đã chậm rãi biến mất đúng vậy hắn đã có chủ ý giang trần thiếu chủ thiên côn huyết mạch này lão phu quả nhiên là không cách nào cự tuyệt tỉnh trung đại đế than nhẹ một tiếng từ nay về sau cái thân già của lão phu, liền giao cho Giang Trần thiếu chủ rồi. Sau này cần ta làm chân chạy, cần ta đi dốc sức liều mạng, núi đao biển lửa, quyết không chối từ. Tỉnh Trung Đại Đế nói như vậy, cũng ý nghĩa, hắn đã nhận lấy cành ô liu mà Giang Trần ném ra. Chương 2348, Tỉnh Trung Đại Đế quy thuận. Giang Trần khoan thai cười cười, vỗ tay cười nói, Tỉnh Trung Đại Đế, chúc mừng ngươi. Cơ duyên thiên vị, trên thế giới này, đại đa số người là nhất định cả đời cũng gặp không được, ta có ba giọt thiên côn huyết mạch, hai giọt trước đã có chủ, theo thứ tự là khổng tước đại đế cùng vô song đại đế. Ngươi là cái thứ ba. À, tỉnh trung đại đế hơi có chút ngoài ý muốn. Lão phu lại có vinh hạnh này, tỉnh trung đại đế quả thật có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng, thiên côn huyết mạch này, có lẽ giang trần có không ít. Lại không nghĩ rằng, cũng chỉ có ba giọt. Hơn nữa ba người có được, lại để cho hắn rất giật mình. Khổng tước đại đế là lưu ly vương thành chi chủ, hắn đạt được một giọt, là đương nhiên. Trước kia vô song đại đế đầu nhập vào Giang Trần, cùng Giang Trần tình như huynh đệ, ở thời điểm Giang Trần cần, vô song đại đế cũng vì Giang Trần làm rất nhiều sự tình. Cho nên, vô song đại đế đạt được một giọt, cũng không có bất kỳ lo lắng. Thế nhưng mà giọt cuối cùng, lại cho tỉnh Trung đại đế hắn. Cái này lại để cho hắn rất khó hiểu. Dù sao, tỉnh Trung đại đế cảm thấy, mình sắp xếp đến sắp xếp đi, ở trong nội tâm Giang Trần có lẽ cũng sắp xếp không đến vị trí thứ 3A. Cơ duyên như vậy, sao sẽ cho hắn? chứng kiến tỉnh trung đại đế có chút kinh ngạc giang trần cũng là thấy nhưng không thể trách huy lão ca ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái thiên côn huyết mạch này đã quý hiếm như thế vì cái gì giọt thứ ba lại tặng cho ngươi giang trần mỉm cười hỏi tỉnh trung đại đế cười hắc hắc mặt già đỏ lên trong lòng của hắn đang nghĩ chuyện này lại không nghĩ rằng bị giang trần đoán trúng giang trần thiếu chủ nhìn rõ mọi việc điểm ấy tâm tư của lão phu không thể gạt được ngươi a tỉnh trung đại đế cũng không phủ nhận Giang Trần ý vị thâm trưởng nói, chư vị đại đế của Lưu Ly Vương Thành, người có tu vi xứng với huyết mạch này, cũng không nhiều. Thực lực của niêm hoa đại đế tiếp cận nhất, nhưng tâm tính của hắn, nhất định cùng giọt thiên côn huyết mạch này vô duyên. Bàn Long đại đế cùng tịch diệt đại đế ta thưởng thức nhất, ngày sau bọn hắn sẽ có cơ duyên khác. Thiên côn huyết mạch này ở trên thời cơ, cùng bọn họ còn không phải đặc biệt phối hợp. Như vậy còn lại, có khả năng lựa chọn nhất là hòe sơn nhị tiêu. Chỉ có điều, Hoè Sơn nhị tiêu có hai người, nhưng Thiên Côn huyết mạch chỉ còn một giọt, cho người nào đều chia rẽ tình huynh đệ của bọn hắn. Tỉnh Trung đại đế nghe Giang Trần phân tích như vậy, ngược lại có chút rộng mở trong sáng. Bất quá hắn vẫn có một nghi vấn chưa hiểu. Giang Trần thiếu chủ đã như thế, vì sao Thiên Côn huyết mạch này ngươi không lưu một giọt cho mình? Tỉnh Trung đại đế ngược lại có chút ngượng ngùng. Quân tử không đoạt người yêu thích, giọt Thiên Côn huyết mạch này có lẽ Giang Trần thiếu chủ nên giữ lại mới là tốt nhất a. À? Giang Trần khoan thai cười cười, ta muốn đột phá thiên vị, sẽ có biện pháp, phương pháp. Không cần dựa vào giọt thiên côn huyết mạch này để hoàn thành. Đây là tự tin, làm cho không người nào có thể hoài nghi. Nếu như là thiên tài tuổi trẻ khác nói loại lời này, tỉnh Trung Đại Đế nhất định sẽ cho rằng người kia điên rồi. Thế nhưng mà Giang Trần nói, tỉnh Trung Đại Đế lại không cách nào cãi lại. Nhìn quá trình Giang Trần thiếu chủ quật khởi, ai dám nói tương lai kẻ này không cách nào đột phá thiên vị. Sáng tạo huy hoàng cho nhân loại cương. Vực tặng quả đào, báo quả mận. Trước đó vài ngày, Huy lão ca ngươi triệu tập những đại đế tán tu kia, ủng hộ Giang Mộ ta, phần ân tình này, người khác có lẽ không biết, nhưng Giang Trần ta không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Lúc ấy, trong nội tâm của ta cũng đã có ý nghĩ này. Nhưng mà, nguyên nhân chính thức để ta triệt để định ra ý nghĩ này, tuyệt không phải Huy lão ca ngươi ủng hộ ta, mà là ta ở trên người Huy lão ca, thấy được một ít tính cách đặc biệt của Khổng Tước đại đế năm đó. Trên người các ngươi đều có loại bi thiên thương người, có cái nhìn đại cục mà người bình thường không có. Tỉnh Trung Đại Đế hơi có chút kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nguyên lai like mình có thể được cơ duyên, không phải vì mình ủng hộ hắn, mà là vì nguyên nhân này. Trong lúc nhất thời, trong lòng tỉnh Trung Đại Đế cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sĩ vì người chi kỷ mà chết. Cho dù tỉnh Trung Đại Đế là cường giả đế cảnh sống mấy ngàn tuổi. Sống đến cái tuổi này, rất nhiều sự tình đã có thể thấy rõ, nhưng mà có chút sự tình, nhất định là không cách nào nói rõ. Mà Giang Trần nói, không thể nghi ngờ để cho tỉnh Trung Đại Đế, sinh ra một loại cảm giác vì chi kỷ mà chết. Huy lão ca, chính như ngày đó ngươi nói, nhân loại cương vực đã đến một tình trạng phi thường nguy hiểm. Chỉ là, đại đa số tu sĩ của nhân loại cương vực, thậm chí kể cả cự đầu của những đại tông đại môn kia, quá nhiều người đều u mê, hoặc là nói, bọn hắn đều chết lặng. Nhân loại cương vực hiện tại, người có thức quá ít, người có trí thì càng ít đến thương cảm không khách khi nói một câu, nếu như ngày mai ma kiếp bộc phát, nhân loại cương vực tất sẽ bị ma tộc huyết tẩy, thất bại thảm hại, hơn nữa là sụp đổ tan tác. Những điều này đều là tình hình thực tế. Nhân loại cương vực hiện tại, tông môn tầm đó, cường giả tầm đó, quá nhiều tâm tư phí ở lục đục với nhau, mà không phải suy nghĩ vận mệnh của nhân tộc đi con đường nào. Người không có thức, đa số là được chăng hay chớ. Loại tình huống này, nhân tộc tựa như chia rẽ, cuồng phong đánh úp lại, nhất định là thổi tan. Tỉnh Trung Đại Đế cảm động, thở dài, nói không sai, từ cuộc chiến thượng cổ phong ma đến bây giờ, ma tộc mai danh ẩn tích, cơ hồ không có đi ra tàn sát bừa bãi. Đây cũng là nguyên nhân khiến những tông môn của nhân loại cương vực không coi trọng ma kiếp. Chờ đại họa lâm đầu thật sự, muốn coi trọng, chỉ sợ cũng đã muộn. Đúng vậy. Giang Trần gật gật đầu, phóng khoáng đứng lên, trong mắt tràn đầy trí khí, huy lão ca, mặc dù ta thế đơn lực bạc, nhưng hôm nay lấy được nhiều người như vậy ủng hộ. Đối với huy lão ca, Giang Trần ta cũng phi thường coi trọng hy vọng tiền bối như huy lão ca, có thể giúp ta một tay. Lão phu vẫn là câu nói kia, cái thân già này, giao cho giang trần thiếu chủ rồi. Về sau núi đao biển lửa, tuyệt không chối từ. Huy lão ca quả nhiên là người phúc hậu. Hy vọng ở tương lai không xa, bên người bổn thiếu chủ, có thể xuất hiện cường giả thiên vị phụ tá. Ha ha ha. Giang Trần đối với người lấy được thiên côn huyết mạch, là tràn ngập chờ mong. Vô song đại đế, tỉnh trung đại đế, loại nhân vật cự đầu tán tu giới này, hôm nay bị hắn thu cho mình dùng. Cái này đối với triệu tập cùng chỉnh hợp tán tu, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Mấu chốt nhất là, nếu như hai đại đế này thật sự đột phá thiên vị, đến lúc đó bên cạnh hắn liền thật sự có trụ cột rồi. Đối với hắn bố trí bước, tiếp theo có tác dụng rất trọng yếu. Chương 2349, Phượng kêu hạ vực tự yên tông, 1. Tuy đan hỏa thành là cái đinh trong mắt, nhưng mà cho tới bây giờ, Giang Trần đều không coi đan hỏa thành là họa lớn trong lòng. Nói không dễ nghe Đan Hỏa Thành còn không xứng để cho Giang Trần coi bọn chúng là họa lớn trong lòng. Tuy thực lực của Đan Hỏa Thành không tệ, nhưng nhất định sẽ bị Lưu Ly Vương thành trấn áp. Họa lớn trong lòng Giang Trần là thượng cổ ma tộc bị phong ấn. Ma tộc mới là họa lớn trong lòng nhân tộc. Từ trình độ phá hư đến xem, một khi ma tộc xuất hiện, tất nhiên sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu ở nhân loại cương vực. Giang Trần và Tỉnh Trung Đại Đế, tuyệt đối là người có chủ đề cộng đồng. Hai người từ cuộc chiến thượng cổ phong ma một đường nói đến quẫn cảnh của nhân loại cương vực bây giờ, vậy mà hào hứng không giảm. Còn nói cách cục của nhân loại cương vực hiện tại, nói lên dã tâm của đan cực đại đế, nói lên cách cục của thượng bát vực bát đại nhất phẩm tông môn. Tỉnh Trung đại đế thân là một trong lục đại cự đầu của tán tu, đối với thế cục của nhân loại cương vực, vậy mà xem phi thường thấu triệt. Ở điểm này, tuyệt đối là viễn siêu vô song đại đế cùng hòe sơn nhị tiêu. Đột nhiên Giang Trần cảm giác được, mình tống xuất giọt thiên côn huyết mạch thứ ba, nhân tuyển là phi thường hoàn mỹ. Buổi nói chuyện với tỉnh Trung Đại Đế làm cho Giang Trần cũng mở rộng tầm mắt, lý giải về cương vực nhân loại cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Nói chuyện một buổi hơn đọc sách 10 năm. Huy Lão Ca, không thể tưởng tượng được Lão Ca lại có tri thức uyên bác như vậy, về cương vực nhân loại. Làm cho tiểu đệ không thể không bội phục A. À. Giang Trần bội phục từ tận đáy lòng. Hổ thẹn, Lão Ca ta trí lớn nhưng tài mọn, không có bổn sự như khổng tước đại đế. Chỉ có thể lý luận xuông, cũng rất ít khi hành động nếu như mỗi một tu sĩ của cương vực nhân loại đều có thể như khổng tước đại đế, coi vận mệnh của nhân tộc là nhiệm vụ của mình. Nhân tộc chúng ta lo gì không hưng thịnh, mối họa ma kiếp lo gì không diệt nổi, tỉnh Trung Đại Đế nói tới vấn đề này, cũng vô cùng đau đớn. Theo tỉnh Trung Đại Đế thấy, thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại đấu đá nhau, trinh phạt lẫn nhau, ám toán nhau, tuyệt đối là đang tìm đường chết. Vốn truyền thừa đã tuyệt tự, thực lực nhân tộc so với thời kỳ thượng cổ đã vô cùng ảm đạm. Nếu như còn nội chiến liên tục con ngừng, Đến lúc đó thực sự có chết như thế nào cũng không biết. Giang Trần an ủi, Huy lão ca yên tâm, theo tiểu đệ quan sát, tuy rằng ma tộc đã bắt đầu có dấu hiệu cho tàn lại cháy, nhưng mà trong vài thập niên tương lai, có lẽ vẫn an toàn. Mặc dù có một ít dư nghiệt ma tộc đi ra ngoài gây ra sóng gió, cũng tuyệt đối không có cách nào gây họa lớn được. Giang Trần đã từng đi qua địa phương phong ấn, cũng có thể phân tích ra một ít đại thế. Ma tộc hiện tại, đại bộ phận còn ở trong trạng thái yên lặng còn chưa có đạt tới trạng thái dục dịch gần như muốn điên cuồng bộc phát. Một khi tới trạng thái này, vậy ma tộc xâm lấn quy mô lớn, ma kiếp cũng chính thức bộc phát. Ít nhất trong 3 tới 50 năm trước mắt, Giang Trần vẫn tương đối lạc quan. Trong vòng 3 tới 50 năm tới, có lẽ không có ma kiếp quy mô lớn bộc phát. Nhưng mà những mối họa nhỏ ma tộc tuyệt, đối sẽ thường xuyên không ngừng xuất hiện ở khắp nơi. Lần trước Giang Trần ở địa bàn xích đỉnh trung vực đã chiến một trận với huyết quỳ, ma đế đã nói rõ vấn đề này rất nhiều ma tộc thời thượng cổ chưa hẳn đều bị phong ấn trong địa phương phong ma cũng có một ít ma tộc tán loạn bị phong ấn ở khắp nơi trong cương vực nhân loại những dư nghiệt tán loạn khắp nơi trên cương vực nhân loại nhất định sẽ liên tiếp bộc phát ở khắp nơi nếu như không coi trọng việc này cũng có khả năng tạo thành họa lớn dù sao sự đáng sợ nhất của ma tộc không phải là lực sát thương của bọn chúng mà là năng lực đồng hóa huyết mạch của bọn chúng một ma tộc có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn thông qua việc điều khiển nhân tộc đem rất nhiều nhân tộc chuyển thành khôi lỗi ma tộc trở thành vật thế mạng cho ma tộc trên thực tế năng lực sinh sôi nảy nở của ma tộc tranh lệch cực lớn với chủng tộc khác sự cường đại của bọn họ nằm ở chỗ năng lực đồng hóa huyết mạch huyết mạch bọn họ có tính xâm lược rất mạnh một ma tộc thậm chí có thể diễn sinh ra ngàn vạn khôi lỗi ma tộc huy lão ca lão ca nên nắm chắc thời gian luyện hóa huyết mạch thiên côn rồi nói sau còn nhiều thời gian cái thân này của lão ca tương lai còn có đất dụng võ lần này đi phượng minh hạ vực, Giang Trần cũng không có ý định mang tỉnh Trung Đại Đế đi theo. Mang theo vô song Đại Đế và Hòe Sơn Nhị Tiêu đã đủ rồi. Hiện tại, mỗi một lần trước khi Giang Trần đi ra ngoài đều cực kỳ cẩn thận. Trước khi xuất phát, Giang Trần lại lần nữa kiểm tra qua cửu vi phi hoa trận của phủ thiếu chủ một chút. Tất cả vẫn ổn, lúc này Giang Trần mới yên tâm rời đi. Những ngày qua, chỉ cần Giang Trần nhàn rỗi đều sẽ không ngừng cải thiện cửu vi phi hoa trận, làm cho cửu vi phi hoa trận kia càng thêm vững chắc. Cửu Vi Phi Hoa trận không ngừng tiến bộ, cấp bậc phòng ngự tự nhiên cũng không ngừng tăng lên. Hiện tại, coi như Đan Cực Đại Đế mang theo một đám đại đế giết tới Lưu Ly Vương thành, cũng chưa chắc đã phá vỡ được Cửu Vi Phi Hoa trận kinh hãi thế tục này. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, Giang Trần và Vô Song Đại Đế cùng Hoè Sơn Nhị Tiêu, lặng lẽ rời khỏi Lưu Ly Vương thành. Phượng Minh Hạ vực, ở trong cương vực nhân loại mà nói quả thực là nơi hẻo lánh, mà Tử Yên Tông, ở Phượng Minh Hạ vực này quả thực cũng được coi là thế lực lớn nhất chỉ là loại thế lực lớn như vậy, ném tới bát vực căn bản không đủ để lọt vào mắt người khác. Giang Trần Giá Lâm Tử yên tông, không có gióng trống khua chiêng mà vô thanh vô tức tới. Giang Trần tiến vào địa bàn Tử yên tông, trước tiên đã cảm ứng được vị trí của Tử yên tông lão. Giang Trần đi thẳng tới bên ngoài động phủ của Tử Yên Tông lão. Đối với đám người Giang Trần mà nói, cấm chế phòng ngự của Tử Yên Tông chẳng khác gì là thùng rỗng kêu to. Giang Trần liếc mắt đã có thể nhìn thấy rất nhiều sơ hở của cấm chế phòng ngự này, sau đó lại nhẹ nhõm thông qua những cấm chế vượt qua khỏi những cấm chế này mà không kinh động bất luận một kẻ nào đã tới cấm địa của tử yên tông tử yên tông lão kia ở trong động phủ của bản thân đang bế quan bỗng nhiên hắn cảm thấy động phủ mình có chút chấn động sau một khắc cấm chế bên ngoài động phủ của hắn rõ ràng giống như không có chút lực phòng ngự nào bị một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp phá vỡ người nào tử yên tông lão quá sợ hãi tử đàn từ khi chia tay tới bây giờ không có vấn đề gì chứ Giang Trần từ trong hư không hiện ra, miệng mỉm cười nhìn qua Tử Yên Tông lão kia, nhìn qua bộ dáng hoảng sợ của hắn, Giang Trần như cười như không nói. Chương 2350, Phượng kêu hạ vực Tử Yên Tông, 2. Nói thật, Giang Trần làm như vậy là cố ý ra oai phủ đầu. Dù sao, nghe lời một phía từ miệng Tử Yên Tông lão này, Giang Trần cũng không quá tin. Cho nên hắn muốn đột nhiên xuất hiện, tới quan sát một chút. Hiện tại nhìn phản ứng của Tử Yên Tông lão này, hẳn không có âm mưu gì. Giang, Giang Trần thiếu chủ, tự yên tông lão sững sờ trên mặt lập tức hiện lên vẻ đại hỉ, nói: Giang Trần thiếu chủ, quả nhiên người thủ tín, rốt cuộc cũng đại giá quang lâm. Được rồi, lời nói khách khí ta cũng không nói nữa. Giang Trần khoát tay nói tiếp: Ta nhìn tự yên tông ngươi, dường như không có động tĩnh gì lớn a. À. Tự yên tông lão thở dài nói: Đội ngũ chúng tiểu nhân phái ra đã xuất phát. Tại hạ còn có một môn vũ kỹ công pháp còn chưa hoàn toàn thông hiểu đạo lý, cần minh tưởng kích thích một chút. Qua ba năm ngày nữa. Ta nhất định sẽ tự mình đi tới đó. Lần này thế lực lớn của Phượng Minh, hạ vực chúng ta cơ hồ đều mời chỗ dựa sau lưng. Giang Trần Thiếu chủ, tại hạ còn tưởng rằng Tử Yên Tông chúng ta phúc duyên nồng cạn, không có cơ hội nghênh đón đại giá của Giang Trần Thiếu chủ a." Tử Yên Tông lão có chút hưng phấn, nếu như cao thấp Tử Yên Tông biết rõ Giang Trần Thiếu chủ đại giá quang lâm, nhất định sĩ khí sẽ đại chấn. Giang Trần khoát tay chặn lại, không chút khách khí ngắt lời, "Việc này không nên rêu rào nếu như ngươi muốn chiếm được tiên cơ trong lúc thăm dò trầm hương cốc, cũng đừng tùy tiện lộ ra át chủ bài của mình. Giang Trần cũng nhìn ra được, tự yên tông lão này có chút đắc ý quên mình. Tự yên tông lão kia bị Giang Trần nhắc nhở như vậy cũng giật mình phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, vẫn là Giang Trần thiếu chủ chu đáo. Tuy rằng danh khí thiếu chủ của Lưu Ly Vương thành khá lớn, thế nhưng mà thế giới nay từ trước tới nay không thiếu đại nhân vật. Nếu như bạo lộ át chủ bài quá sớm, quả thực có khả năng mất đi tiên cơ nói qua một chút, trầm hương cốc này rốt cuộc có mấy nhà thế lực lớn tham dự. Giang Trần không muốn nói tới những lời khách khí kia, hắn cảm thấy hứng thú với trầm hương cốc như vậy, là chuyện quỷ dị trong bí cảnh của trầm hương, cốc thông qua lời miêu tả của tự yên tông lão. Thông qua phán đoán của Giang Trần, dưới tình huống bình thường, trầm hương cốc này nhất định có vấn đề. Đối với loại bí cảnh như vậy, Giang Trần cũng vô cùng hứng thú. Tự yên tông lão thở dài nói, vốn, tất cả thế lực tông môn trong phượng minh, hạ vực chúng ta cho rằng trầm hương cốc kia là địa bàn của phượng minh hạ vực chúng ta bởi vậy mặc kệ bí cảnh trong trầm hương cốc là gì cuối cùng cũng là địa bàn của phượng minh hạ vực phải do phượng minh hạ vực tự mình làm chủ thế nhưng mà những điều này chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi vì lợi ích trước mắt có một ít tông môn đã sớm tìm được núi dựa lớn ở các vực khác bên ngoài thậm chí ngay cả các vực chung quanh cũng bị dẫn tới hiện tại thế cục trong trầm hương cốc này đã triệt để không khống chế được không khống chế được Giang Trần nhíu mày. Tự Yên Tông lão gật đầu nói, quả thực là không khống chế được, hiện tại Phượng Minh Hạ vực chúng ta đã trở thành phía yếu thế. Những tông môn được mời tới làm chỗ dựa kia, lớn tiếng đoạt chủ, triệt để cướp đi quyền chủ động của Phượng Minh Hạ vực. Hiện tại khu trầm hương cốc kia, đối với thế lực Phượng Minh Hạ vực chúng ta đã trở thành gân gà. Nói tới đây, Tự Yên Tông lão cũng có chút buồn bực. Chuyện phát triển tới một bước này, hiển nhiên cũng là thứ mà tất cả các thế lực lớn trong Phượng Minh Hạ vực trước đó không thể tưởng tượng ra được, những tông môn kia, bề ngoài đều nhất trí có cùng ba ước định, tuyệt đối không mời chỗ dựa, tuyệt đối không mời cứu binh. Thế nhưng mà bí mật, đại bộ phận thế lực đều làm trái ước định. Thế nhưng mà kết quả khi làm trái ước định, cũng không có mang tới chỗ tốt gì cho bọn họ. Chỗ dựa mà bọn họ mời tới, mời tới giúp đỡ, thế nhưng lại trực tiếp gạt bọn họ qua một bên, tự mình chơi đùa. Trầm Hương Cốc hiện tại, thứ duy nhất có cảm giác không tồn tại chính là thế lực bản thổ Phượng Minh Hạ vực. Loại cục diện này ít nhiều cũng có chút trào phúng, có thể nhìn ra được Tử Yên Tông lão này ít nhiều trong lòng có chút không cam lòng. Cuối cùng Tử Yên Tông hắn cũng là thế lực lớn trong Phượng Minh Hạ vực. Hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu thế lực lớn lẫn vào bên trong? Tuy rằng Giang Trần mang lòng giúp đỡ mà tới, thế nhưng loại chuyện như vậy vẫn nên biết mình biết người thì tốt hơn. Quanh thân Phượng Minh Hạ vực ta có hai đại trung vực cũng đã bị cuốn vào, còn đáng sợ hơn là Thiên Long phái và Cửu Dương Thiên Tông. Hai đại tông môn nhất phẩm này đều phái ra cường giả trong tông. Nghe nói Thiên Âm tự và Bất Diệt Thiên Đô, thậm chí là Đan Hỏa Thành cũng có ý định phái người tới đây. Cái gì? Lúc này Giang Trần Triệt để sừng sốt. Một Phượng Minh Hạ vực nho nhỏ, tại sao lại đột nhiên dẫn tới sự chú ý của nhiều thế lực lớn tới như vậy? Phải biết rằng Phượng Minh Hạ vực này ở chỗ vắng vẻ, xa xôi, có thể nói là thâm sơn cùng cốc. Tuy rằng so với Vạn Tượng Cương vực năm đó tốt hơn một chút, thế nhưng Vạn Tượng Cương vực suy sụp là có nguyên nhân là vì mấy trăm năm trước bị xích đỉnh trung vực huyết tẩy qua một lần, mà Phượng Minh hạ vực này ở nơi vắng vẻ, từ trước tới nay không gặp chiến tranh, xâm lấn, sở dĩ bọn họ có địa vị thấp, là hoàn toàn vì xa xôi, bởi vì tài nguyên thiếu thốn. Một nơi hẻo lánh, tài nguyên thiếu thốn như vậy, lại khiến cho nhiều thế lực lớn chú ý, chuyện này cũng khiến cho sự hứng thú của Giang Trần tăng lên nhiều. Hiện tại mới qua mấy tháng mà chuyện Trầm Hương, cốc kia đã náo loạn lớn như vậy rồi sao? Lần trước khi Tử Yên Tông lão này đi tới Lưu Ly Vương thành, hắn ta chưa từng nói qua những chuyện này những chuyện này hiển nhiên là tình huống mới xảy ra trong vòng mấy tháng gần đây tử yên tông lão thở dài nói chuyện không khống chế được cũng mới chỉ xảy ra trong vòng nửa năm gần đây trầm hương cốc hiện tại thiên long phái và cửu dương thiên tông chia làm hai phần mấy thế lực trung vực khác đều phải nghe bọn họ sắp xếp nếu như không phục sự sắp xếp này hai đại tông môn nhất phẩm này sẽ trực tiếp giết không tha thiếu chủ thực sự phải làm như vậy sao vô song đại đế có chút không yên lòng hỏi ngay vừa rồi giang trần đã nói với bọn họ suy nghĩ lớn mật của hắn giang trần ngưng trọng nói hiện tại tất cả các đại tông môn đều chú ý tới trầm hương cốc này chúng ta mang người tới vốn là muốn mạnh mẽ cấp lấy quyền chủ động nhưng mà loại thế cục như hiện tại muốn một nhà độc tài chiếm lấy quyền chủ động hiển nhiên là chuyện không có khả năng cho nên phải đi lối tắt khác vô song đại đế vẫn có chút không yên lòng nói như vậy ba người chúng ta không có cách nào chiếu cố được thiếu chủ Chương 2351, Trầm Hương Cốc 1. Không có chương 2352 liền mạch với 2353, không sao. Lần trước đan cực đại đế kia mang theo nhiều đại đế như vậy chặn đường ta, thế nhưng cuối cùng có thể làm gì được ta chứ? Lần này ta cải trang, giả trang thành người tự yên tông, không cần lo lắng việc ta sẽ trở thành tiêu điểm. Đừng nói là đan cực đại đế kia chưa hẳn đã tới, cho dù hắn tự mình tới, lại có thể làm gì được ta? Sau khi trải qua trận chiến lần trước, trên phương diện tâm lý, Giang Trần cũng không còn quá nhiều kiêng kỵ với Đan Cực Đại Đế. Khi trước, hắn đối với loại tuyệt thế kiêu hùng như Đan Cực Đại Đế, hoặc ít hoặc nhiều vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng mà theo song phương không ngừng giao phong, ngày càng nhiều, ắt chủ bài và bổn sự của Đan Cực Đại Đế cũng bị hắn chậm rãi lục lọi không sai biệt lắm. Dưới tình huống như vậy, tuy rằng Giang Trần không kiêu ngạo tới mức khinh địch, thế nhưng cũng không có kiêng kỵ cái gì. Thấy Vô Song Đại Đế còn muốn nói gì đó, Giang Trần cười nói, "Yên tâm đi." cho dù có gặp phải nguy cơ ta cũng có thể tự bảo vệ mình được vô song đại đế ngẫm lại cũng biết lời hắn nói có đạo lý những năm qua khi hắn quen biết giang trần tất cả trận chiến lớn nhỏ giang trần cũng đã trải qua rất nhiều lần bao nhiêu đối thủ hung ác không phải giang trần đều có thể gặp giữ hóa lành được hay sao hiện tại tuy rằng thực lực ba người bọn họ đều rất cường đại thế nếu như chuyện này liên quan tới nhiều tông môn nhất phẩm như vậy thậm chí còn cuốn cả đan hỏa thành tiến vào như vậy ba người bọn họ ra mặt hay không, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Có lẽ bọn họ công khai lô diện còn có khả năng làm xấu chuyện hơn. Dù sao, ba đế cảnh đồng thời xuất hiện, cho dù bọn họ cải trang, có thể dịch dung. Thế nhưng mà dù sao đường võ đạo của bọn họ không có phức tạp như Giang Trần, không dễ dàng che giấu bản thân. Nhất là Hòe Sơn Nhị Tiêu, hai huynh đệ đều là đại đế, tổ hợp như vậy, trong đám cường giả đế cảnh của cương vực nhân loại lại có mấy người. Mà đường võ đạo của Hòe Sơn Nhị Tiêu tương đối thuần khiết, nếu như một khi chiến đấu, chỉ cần là người có tâm nhìn vào là lập tức nhận ra được thân phận của bọn họ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ không lộ diện có lẽ so với lộ diện còn đỡ hơn một chút. Nếu như lộ diện, ngược lại sẽ có khả năng gây chú ý tai mắt của người ngoài, đánh rắn động cỏ, thậm chí còn dẫn tới phiền toái lớn cho gờ đối với đan cực đại đế mà nói. Nếu như có cơ hội đối phó với Giang Trần Thiếu Chủ, có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp buông tha cho cơ hội thăm, dù bí cảnh trầm hương cốc này. Đối với đan hỏa thành mà nói, phức tạp mà Giang Trần mang tới cho bọn họ hiện tại còn xa hơn, quan trọng hơn bất luận một thứ hấp dẫn nào. Tử đàn, lời nói nhảm bổn đế cũng không nói nhiều. Kế hoạch của thiếu chủ nhà ta ngươi là ngươi duy nhất biết được. Nếu như bởi vì ngươi mà làm cho thiếu chủ nhà ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả có lẽ ngươi là người rõ nhất. Vô song đại đế bình thường sẽ không dùng loại thủ đoạn uy hiếp này, nhưng mà lúc này hắn không thể không cảnh cáo tự yên tông lão này một chút. Dù sao, thân phận của Giang Trần hiện tại đối với cương vực nhân loại mà nói vô cùng mẫn cảm. Nếu như Tử Yên Tông lão này tâm thuật bất chính, vụ trộm tiết lộ hành tung của Giang Trần ra cho người đan hỏa thành, đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là đại nạn. Cho nên vô song đại đế không thể không cảnh cáo một phen. Tử Yên Tông lão kia vội vàng nói, xin vô song đại đế tiền bối yên tâm, nếu như ta bán đứng Giang Trần thiếu chủ, ta sẽ bị trời chu đất diệt, vạn kiếp bất phục. Vô song đại đế lạnh nhạt gật đầu, tự giải quyết cho tốt đi giang trần cười nói mạch lão ca không cần lo lắng sóng to gió lớn tới đâu ta cũng đã gặp phượng minh hạ vực này cho dù có sóng to gió lớn cũng không dọa được ta không phải giang trần khoác lác mà hắn quả thực có tự tin như vậy hắn tự tin không đơn thuần là tự tin vì có thực lực bản thân chống đỡ mà còn có kinh nghiệm kiếp trước chống đỡ hiện tại hắn đối với trầm hương cốc kia tràn ngập hiếu kỳ hắn rất muốn biết rốt cuộc trầm hương cốc này có bí mật kinh người cỡ nào không ngờ lại có thể dẫn tới nhiều tông môn nhất phẩm bị cuốn tới như vậy. Đổi y phục đệ tử Tử Yên Tông, Giang Trần đi theo Tử Yên Tông lão, xuất phát từ Tử Yên Tông, đi thẳng về phía Trầm Hương Cốc kia. Trầm Hương Cốc này ở phía tây của Phượng Minh Hạ vực, mà Phượng Minh Hạ vực lại ở phía tây của Cương vực nhân loại, so với Thiên Long phái kia còn ở gần phía tây hơn. Khu vực của Phượng Minh Hạ vực trên cơ bản là biên giới phía tây của Cương vực nhân loại. Nếu như đi thẳng về phía tây chính là khu vực biên giới giữa nhân tộc và chủng tộc khác khu vực biên giới này chính là thứ lưu lại từ cuộc chiến thượng cổ là biên giới phân chia giữa tất cả các chủng tộc tuyệt đối không thể xâm phạm một khi loại phong ấn này bị đánh vỡ cũng có nghĩa là hòa bình của các chủng tộc bị đánh phá đến lúc đó khu vực biên giới bị phá vỡ hào rào ngăn cách duy nhất giữa các tộc cũng bị phá bỏ chủng tộc khác có thể tiến vào địa bàn nhân tộc mà nhân tộc cũng có thể tiến vào địa bàn chủng tộc khác thần uyên đại lục ở thời thượng cổ chủng tộc mọc lên san sát như rừng trăm hoa đua nở Nhân tộc ở Thần Uyên Đại Lục tuy rằng là chủng tộc cường đại, thế nhưng lại không phải là chủng tộc một nhà độc tài. Trước khi ma tộc xâm lấn, giữa các tộc trên Thần Uyên Đại Lục cũng không ngừng công kích, đấu đá lẫn nhau. Xung đột không ngừng vì tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt lợi ích. Mãi tới khi ma tộc xâm lấn, cả Thần Uyên Đại Lục mới như tỉnh lại từ trong mộng, giữa tất cả các đại chủng tộc mới ngừng chiến tranh, bắt đầu chỉ mũi thương về phía ma tộc. Chỉ là, mặc dù có địch nhân chung như ma tộc, trận chiến này trên cơ bản thuộc về trận chiến của mỗi một chủng tộc không có cùng nhau hợp tác chiến đấu cho nên mâu thuẫn của thần uyên đại lục không đơn thuần là mâu thuẫn là thổ dân thần uyên đại lục và ma tộc xâm lấn còn mâu thuẫn giữa các đại chủng tộc bên trong thần uyên đại lục giờ phút này bên ngoài trầm hương cốc vô cùng náo nhiệt đội ngũ tới từ thế lực khắp nơi đều phân chia địa bàn của mình bầu không khí vô cùng điên cuồng bắt mắt nhất chính là hai đại thế lực khống chế trầm hương cốc kia trong đó có một phương là cửu dương thiên tông Phương còn lại là Thiên Long phái. Hai đại tông môn này không những là tông môn nhất phẩm, mà còn là tông môn cường đại trong những tông môn nhất phẩm. Bên Thiên Long phái, đập vào mắt chính là Long phách tương kia, địa vị của người này trong Thiên Long phái vô cùng cao. Nhìn bộ dáng hung hăng càn quấy, bá đạo của hắn hiện tại, hiển nhiên lực khống chế rất là không tệ. Nhưng mà bên Cửu Dương Thiên Tông, cao tầng được phái ra rõ ràng cũng đang hùng hổ chiếm lấy một phương. Không có chương 2352 nội dung liền mạch với 2353 Chương 2353, Trầm Hương Cốc 2. Hai đại tông môn này giống như là thần giữ cửa, một trái một phải phong tỏa cửa vào. Mà rất nhiều thế lực bên ngoài thì biểu lộ ngưng trọng, nhìn về phía trước, giận dữ mà không dám nói gì. Hiển nhiên hai đại tông môn nhất phẩm phong tỏa cửa vào, bọn họ muốn đi vào, hiển nhiên còn thiếu chút dũng khí như vậy. Bất quá là Thiên Long, phái hay là Cửu Dương Thiên Tông đều không phải là thiện nam tín nữ gì. Hai đại tông môn này nổi danh hung hãn thời điểm này ai dám khiêu chiến quyền uy của bọn họ vậy tuyệt đối là tự mình tìm chết nhìn bộ dáng như tìm kẻ đuôi mù nào đó của hai đại tông môn này rất rõ ràng một khi có kẻ đi lên khiêu chiến quyền uy của bọn họ bọn họ sẽ lập tức chấn áp nói trắng ra chỉ có bốn chữ giết gà dọa khỉ thế nhưng mà không có con gà ngu xuẩn nào tiến lên đưa đầu cho bọn họ giết khiến cho hai đại tông môn này rất là phiền muộn có cảm giác không tìm được nơi phát tiết đội ngũ tự yên tông giờ phút này đã bị đuổi sang bên một góc trừ tự yên tông ra còn có linh ô cát, còn có những tông môn khác của phượng minh hạ vực. So với những tông môn nhất phẩm và nhị phẩm này, những tông môn trong phượng minh, hạ vực quả thực chính là tồn tại giống như hạt vừng và đậu xanh, căn bản không có cảm giác tồn tại gì cả. Đội ngũ tự yên tông nhìn thấy lão tổ giá lâm, trong mắt tràn ngập vẻ ủy khuất, muốn tiến lên cáo trạng hoặc là thổ lộ tâm tình một chút. Nhưng mà tự yên tông lão này lại căn bản không cho bọn họ có cơ hội, hắn khoát tay nói, không cần phải lên tiếng, tự yên tông lão này rất rõ ràng tự yên tông ở chỗ này hiện tại căn bản không có quyền lên tiếng càng không có tư cách nói lung tung nếu như những đệ tử tự yên tông không thông minh công khai phàn nàn nói không cừng sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho tự yên tông cho nên tự yên tông lão mạnh mẽ làm cho mọi người câm miệng thế cục hiện tại tuyệt đối không phải là thứ mà tự yên tông lão hắn có thể thay đổi nhìn những tông môn nhất phẩm kia mà xem cường giả đế cảnh đều có mà những tông môn nhị phẩm kia thế lực trung vực, không ít thế lực đều có cường giả bán bộ đế cảnh. So với người ta, Tự Yên Tông lão như hắn chỉ có tu vi hoàng cảnh cửu trọng, quả thực không đủ dùng. Có thực lực mới có quyền lên tiếng, không có thực lực, nói cái gì đó cũng chỉ là nói mớ, nói không chừng còn đưa tới tai họa. Giang Trần không tỏ vẻ gì, hắn chỉ lạnh nhạt quan sát thế cục của Trầm Hương Cốc hiện tại. Nhìn tư thế của Cửu Dương Thiên Tông và Thiên Long phái, hiển nhiên đã định phong tỏa Trầm Hương Cốc này, chủ trì thế cục Trầm Hương Cốc Long Phách Tương này cũng cực kỳ bá đạo, ngạo nghễ nói: "Chư vị, Trầm Hương Cốc này ở gần khu vực biên giới, mang số mệnh nhân tộc chúng ta. Thiên Long phái ta là tông môn nhất phẩm, không thể không suy tính cho vận mệnh nhân tộc. Cho nên Trầm Hương Cốc này Thiên Long phái chúng ta tiếp quản, không thể không nói Thiên Long phái này vô cùng bá đạo. Trầm Hương Cốc là khu vực gần với biên giới giữa các chủng tộc, thế nhưng đây cũng là địa bàn của Phượng Minh Hạ vực người ta. Ở địa bàn người ta, hoàn toàn không có Trưng Cầu chủ nhân đồng ý, mà đã đơn phương tuyên bố tiếp quản diễn xuất như vậy khiến cho hiện trường một mảnh thổn thức hiển nhiên tất cả mọi người đối với tác phong bá đạo của thiên long phái đều không nhịn được có ai không phục thì có thể đứng ra nói chuyện long phách tương cất cao giọng cười quái dị không có một chút giác ngộ làm người nào rất có tư thế giống như là địa bàn của ta ta làm chủ vậy bên cửu dương thiên tông một gã cao tầng lại lạnh lùng nói long phách tương đừng có tự biên tự diễn như vậy là cửu dương thiên tông ta và thiên long phái các ngươi cùng nhau liên thủ tiếp quản Long Phách Tương cười quái dị nói, thật sao, đối với cửu dương thiên tông, tuy rằng Long Phách Tương cũng rất khó chịu, thế nhưng lại không có biện pháp trở mặt. Song Phương đều là tông môn nhất phẩm nổi bật, nếu như thực sự sống mái với nhau, ai cũng chưa chắc có thể làm gì được ai. Phách Tương đại đế, tông môn nhất phẩm các người cường dai. Thế nhưng nơi này dường như là địa bàn của Phượng Minh Hạ Vực A, các người tiếp quản nơi này, cũng phải trưng cầu ý kiến của Phượng Minh Hạ Vực chứ, có người đưa ra ý kiến, nhưng mà thanh âm nói chuyện này rõ ràng thông qua một chút biện pháp đặc thù xử lý, làm cho thanh âm này phảng phất như phát ra từ hư không, căn bản không rõ là xuất hiện từ chỗ nào. Ai? Ai có ký kiến? đứng ra nói chuyện, sắc mặt Long Phách Tương trầm xuống, cười lạnh không thôi, ngư khí tràn ngập vẻ khinh thường, trốn trong đám người lên tiếng, coi như là bổn sự gì? Long Phách Tương hùng hổ nói, quả thực có chút dọa người. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua những thế lực bên ngoài quốc. Những cự đầu của các thế lực này bị ánh mắt lạnh lùng này quét qua, cả đám đều câm như hến. Đối mặt với loại bá vương không biết xấu hổ như vậy, những người này giận mà không biết nói gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám tiếp xúc với Long Phách Tương này. Long Phách Tương như cười như không nhìn về phía bên Phượng Minh Hạ vực. Tất cả các thế lực lớn của Phượng Minh Hạ vực hiện tại đã bị đẩy ra bên ngoài, đứng ở một góc. Kể cả hoàng thất Phượng Minh Hạ vực, kể cả Tử Yên Tông, Linh Ô các cũng không ngoại lệ vừa rồi có người nói đây là địa bàn của phượng minh hạ vực các ngươi có lẽ nên hỏi ý kiến của các ngươi một chút bổn đế cũng không phải là loại người ngang ngược không hỏi đạo lý long phách tương cười một tiếng quái dị rồi nói tiếp đối với việc chúng ta tiếp quản nơi này các ngươi có ý kiến gì không bộ dáng này của long phách tương khiến cho những người của phượng minh hạ vực đều hận không thể tát một cái lên cái bản mặt kia của hắn nhìn bộ dáng này quả thực quá ác tâm rõ ràng đang cướp đoạt địa bàn người ta lại còn ra vẻ hỏi người ta có đồng ý hay không đại biểu hoàng thất của phượng minh hạ vực vẻ mặt lúc trắng lúc xanh trong lòng của hắn cũng nghẹn khuất thế nhưng dưới tình huống như vậy hắn nào dám biểu hiện ra ngoài long phách tương cười hắc hắc nói như vậy các ngươi cũng không có ý kiến đúng không bổn đế cũng là người có nguyên tắc đây là địa bàn của phượng minh hạ vực các ngươi đợi khi bí cảnh này mở ra phượng minh hạ vực các ngươi có thể phái ra một ít người vào long phách tương nói như vậy dường như cảm giác hắn đã vô cùng nhân từ rồi vậy long phách tương người không biết xấu hổ như ngươi đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy a à, đột nhiên trong hư không chuyển đến một đạo thanh âm sắc mặt long phách tương kia trầm xuống ánh mắt nhìn về phía đạo thanh âm kia vang vọng chực chực nghe ngữ khí này chẳng lẽ là tay sai của đan hỏa thành long phách tương phát lạnh ánh mắt rét lạnh nhìn về phía xa chương hai nghìn ba trăm năm mươi bốn thế lực lớn tụ tập một long phách tương mắt tinh tai thính nghe thấy thanh âm này đã biết được người thiên âm tự và thiên hà cung hai thế lực tâm phúc của đan hỏa thành tới quả nhiên, ngoài sơn cốc có một số lớn nhân mã từ xa nhanh chóng tới gần bên này. Nhóm nhân mã này cầm đầu chính là đại biểu Vân Lan Đại Đế của Đan Hỏa Thành. Ngoài ra, Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Ha Cung và Thiên Âm Tự đều có đội ngũ đi theo. Trận doanh như vậy vừa tới, bầu không khí ở hiện trường lập tức trở nên ngưng trọng. Đan Hỏa Thành xuất hiện, lại mang theo ba thế lực đồng thời xuất hiện. Ý đồ này đã rất rõ ràng. Nhưng mà bên Đan Hỏa Thành, rõ ràng không phải Đan Cực Đại Đế tự mình dẫn đội, mà là Vân Lan Đại Đế dẫn đội, chuyện này khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Nếu như Đan Hỏa Thành coi trọng chuyện này, như vậy hẳn Đan Cực Đại Đế phải tự mình dẫn đội mới đúng chứ. Sinh viên Ân Lan Đại Đế tuy rằng địa vị ở Đan Hỏa Thành rất cao, nhưng phương diện uy tín không đủ để áp chế Long Phách Tương. Giang Trần không có tỏ vẻ gì, nhìn thấy Đan Hỏa Thành mang theo Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Âm Tự và Thiên Hà Cung xuất hiện, hắn vẫn lạnh nhạt đứng tại chỗ. Tên đan cực kia ở đâu có tiếng gió thì có hắn, lần này sao hắn ta lại đổi tính như vậy không có tự mình dẫn đội đi dùng lý giải của giang trần với đan cực đại đế quả thực chuyện này có chút ngoài ý muốn nhưng mà nhìn thấy người đan hỏa thành xuất hiện lại nhìn thấy thiên long phái hoành hành bá đạo giang trần lại có chút chờ mong trong lòng tốt nhất là hai phương thế lực này trước tiên cho cắn chó một trận rồi nói sau đối với đan hỏa thành đương nhiên giang trần không có chút hào cảm nào đối với thiên long phái cũng hoàn toàn chưa nói là có hào cảm gì dù sao lần trước đó hắn bị bất diệt thiên đô chặn đánh, thiên long phái này cũng tham dự. Long phách tương lạnh nhạt nhìn qua đám khách không mời mà tới, trong lòng kỳ thực cũng có chút căm tức. Lúc trước hắn cũng nghe tiếng gió, nói đan hỏa thành có thể sẽ nhúng tay vào việc này. Thế nhưng không ngờ rằng người đan hỏa thành lại tới nhanh như vậy. Long phách tương, ở địa bàn người khác, người lý lẽ hào hùng như vậy dường như có chút không ổn nha. Vân Lan Đại Đế nhìn qua Long Phách Tương, vẻ mặt như cười như không, mang theo vài phần trào phúng, Long Phách Tương nhìn bốn phía một lát, thấy phía sau lại không còn người khác tới, chỉ cần Đan Cực Đại Đế không có tới, những người này Long Phách Tương hắn quả thực không có để vào trong mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, Long Phách Tương trả lời một cách mỉa mai, người khác có lẽ có tư cách nói Long Mỗ ta bá đạo, nhưng người Đan Hỏa Thành các ngươi dường như không có tư cách này a. À. Hừ, không nên đem Đan Hỏa Thành ta so sánh một chỗ với Thiên Long phái các ngươi. Thiên Long phái các ngươi không xứng. Vân Lan Đại Đế nghe như vậy, lập tức không vui nói: Long Phách Tương cất tiếng cười quái dị, nói, ngươi đang chuột dạ sao? Vân Lan Đại Đế trầm giọng, sắc mặt đen lại, nói, Long Phách Tương, đan hỏa thành ta đã nhúng tay vào việc này, thiên long phái các ngươi đừng mong hoành hành bá đạo. Đúng vậy, thế giới võ đạo có quy củ của thế giới võ đạo, ở địa bàn người khác. Thiên long phái ngươi hoành hành bá đạo, cho dù ném tới đâu cũng không thể nói được đạo lý. Muốn ngang ngược thì trở lại địa bàn thiên long phái các ngươi đủ nghịch đi. Long Phách Tương chật chật, châm chọc nói, đây không phải là địa bàn của các ngươi nha. Đừng có ra vẻ bênh vực kẻ yếu. Vân Lan, nói đi, đan hỏa thành các ngươi lần này có dã tâm gì, nếu nói tác phong bá đạo, thiên long phái quả thực không phải là thế lực xếp thứ nhất trong cương vực nhân loại, mà đan hỏa thành mới là thế lực đệ nhất. Cương vực nhân loại này, ở đâu mà đan hỏa thành chưa từng vươn dã tâm tới cơ chứ? Hừ, đan hỏa thành chúng ta chính là thế lực kiệt xuất của nhân tộc. Khu vực biên giới này lại là địa phương mẫn cảm như vậy, Há có thể để cho Thiên Long phái các ngươi mỏ mẫm, hồ đồ. Vân Lan đại đế cũng có bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Vẻ mặt này giống Long Phách Tương lúc trước như đúc, đều xưng là vì vận mệnh nhân tộc, vì an toàn của khu vực biên giới này. Long Phách Tương nghe vậy cười ha hả, lời này ta nghe rất quen tai a, à. Đan Hỏa Thành ngươi từ khi nào lại hóa thân thành chính nghĩa như vậy? Đây không phải là phong cách của Đan Hỏa Thành các ngươi a. À. Long Phách Tương, ngươi đừng vội nói móc Đan Hỏa Thành ta. Đan Hỏa Thành ta luôn coi vận mệnh nhân tộc làm của mình mỗi một chuyện đan hỏa thành ta làm tuyệt đối không vi phạm đại nghĩa nhân tộc. Vậy sao? Năm đó cấu kết Tu La đại đế, ám toán khổng tước đại đế của Lưu Ly, vương thành cũng là vì đại nghĩa nhân tộc hay sao? Long Phách Tương khẽ cười hỏi lại. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Hiển nhiên những thế lực này đối với việc đan hỏa thành đột nhiên xuất hiện, cũng không phải quá tin phục, nhất là những lời vừa rồi của Vân Lan đại đế kia, thực sự quá dối trá. Dối trá tới giả tạo. Phong cách xưa nay của đan hỏa, thành căn bản không phải là loại thế lực lấy đại cục làm trọng, hiện tại lại lấy cờ hiệu vận mệnh nhân tộc, chuyện này quả thực khiến cho mọi người có chút khó chịu. Chẳng lẽ đây là xu thế chó cắn chó hay sao? Giống như Giang Trần, hiện tại rất nhiều tu sĩ ở hiện trường đều tràn ngập chờ mong. Chờ mong thế lực hai nhà này trước tiên sống mái với nhau một hồi. Long Phách Tương, chuyện Lưu Ly Vương Thành, đan hỏa thành ta không có hứng thú hỏi tới. Khổng tước đại đế mất tích cũng không có bất kỳ quan hệ nào với đan hỏa thành ta. Ngươi phỉ báng đan hỏa thành ta như vậy, hẳn ngươi cho rằng đan hỏa thành ta không thu thập được thiên long phái các ngươi hay sao? Vân Lan đại đế nén giận hỏi. Chật chật, nếu như lời này là từ miệng đan cực đại đế, long mỗ quả thực phải kiêng kỵ hắn ba phần. Vân Lan ngươi thì tính là thứ gì? Cũng xứng uy hiếp long mỗ ta. Long phách tương căn bản không cho Vân Lan đại đế mặt mũi, tiếp tục cười lạnh nói. Chuyện khổng tước đại đế, hiện tại trong thiên hạ có mấy người không biết. Các ngươi cho rằng bị tai đi trộm chuông, người khác không biết hành động này của các ngươi sao? vì sao Giang Trần thiếu chủ của Lưu Ly, Vương Thành lại không chết không ngớt với đan hỏa thành các ngươi. Bên thiên hà cung, một tu sĩ quát lớn, lòng phách tương, ngươi giàu gì cũng là cường giả đế cảnh một phương, nói đông nói tây thì có ích gì. Thế cục, hiện tại thiên long phái các ngươi nên biết khó mà lui. Nếu không một khi trở mặt, thiên long phái ngươi không chỉ đơn giản là mất mặt xấu hổ không đâu. Đây là uy hiếp, uy hiếp trần trụi không chút che giấu. Long phách tương kia lại cười ha hả nói, Thiên Hà cung nho nhỏ, dựa vào đan hỏa thành là, giá đỡ mới miễn cưỡng tiến thân vào tám đại tông môn nhất phẩm. Thiên Hà cung giống như con sâu cái kiến mà cũng dám tới uy hiếp Thiên Long phái ta. Chương 2355, thế lực lớn tụ tập, 2. Long Phách Tương, như vậy ngươi không có ý định biết khó mà lui đúng không? Ngữ khí của Vân Lan đại đế bắt đầu âm trầm. Long Phách Tương lạnh lùng nói, địa bàn này là Thiên Long phái ta chiếm trước. Phượng Minh hạ vực này cũng tiếp giáp với Thiên Long phái ta. Thiên Long phái ta có nghĩa vụ tiếp quản địa phương này, bảo đảm an toàn nơi này. Vân Lan, nếu như ngươi không muốn tạo ra xung đột, tốt nhất nên mang những con chó săn của ngươi lui ra đi. Vân Lan đại đế không nhịn được mà cười nói, Long Phách Tương, xem ra ngươi còn chưa biết tình cảnh của mình hiện tại. Ngươi làm như vậy là đang bức đan hỏa thành ta triệt để xé rách ra mặt với Thiên Long, phái các ngươi. Long Phách Tương không có trả lời Vân Lan đại đế mà nhìn về phía Cửu Dương Thiên Tông. Bằng hữu Cửu Dương Thiên Tông, các ngươi thấy thế nào? hai tông chúng ta tới trước đan hỏa thành này lại tới sau không ngờ lại muốn đá chúng ta ra việc này cửu dương thiên tông các ngươi có đồng ý hay không lòng phách tương cuối cùng cũng không phải là kẻ ngu hắn cũng là kẻ biết nhìn thời thế cho dù đan cực đại đế của đan hỏa thành không tới nhưng bản thân vân lan đại đế này cũng không phải là nhân vật bình thường huống chi bọn họ còn có bất diệt thiên đô thiên hà cung và thiên âm tự ba đại tông môn này ở phía sau nếu nói tới thực lực tuyệt đối đan hỏa thành tuyệt đối có thể áp chế thiên long phái hắn nhưng mà nếu như cửu dương thiên tông có thể liên thủ với thiên long phái hắn chưa hẳn đã không thể đối kháng được một chút muốn bọn họ chờ mắt đưa lợi ích trong tay giao cho bên đan hỏa thành long phách tương nhất định sẽ không đồng ý đoán chừng người cửu dương thiên tông kia cũng không có khả năng đồng ý một gã cao tầng của cửu dương thiên tông lên tiếng vân lan đại đế nếu như các ngươi đến để giải quyết vấn đề thì nên tìm ra phương án mà tất cả mọi người có thể tiếp nhận nếu như muốn tới cướp không quyền khống chế vậy không cần khô môi múa mép đấu khẩu với nhau, trực tiếp khai chiến là được. Hiện trường lập tức im lặng. Những thế lực mạnh nhất cương vực nhân loại này muốn đánh nhau hay sao? Nói như vậy, nhân tộc vốn đang ở trong cảnh khó xử, chẳng phải đã rét vì tuyết còn lạnh vì xương hay sao? Vân Lan Đại Đế nhìn chằm chằm vào bên cửu Dương Thiên Tông, cao mày nói, cửu Dương Thiên Tông hẳn cũng định gây khó dễ với đan hòa thành chúng ta. Hừ, cửu Dương Thiên Tông ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ có chuyện. Nếu như các ngươi thực sự muốn giải quyết vấn đề, chúng ta hoan nghênh thế nhưng nếu muốn đá chúng ta ra ngoài cửu dương thiên tông ta thả rằng chết cũng không đi thái độ của cửu dương thiên tông rất rõ ràng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với đan hỏa thành vân lan đại đế hơi có chút ngoài ý muốn trước khi bọn họ tới đây đã dự đoán qua cục diện bên này bọn họ dự đoán thiên long phái nhất định sẽ làm trái phải cho bọn chúng một chút giáo huấn mới khiến cho bọn chúng biết khó mà lui về phần cửu dương thiên tông bọn họ cảm thấy có lẽ cửu dương thiên tông có lẽ sẽ thức thời hơn một chút hiện tại xem ra tuy rằng ngữ khí của cửu dương thiên tông mềm mỏng hơn chút thế nhưng thái độ lại kiên quyết đừng mong loại bỏ cửu dương thiên tông bọn họ ra ngoài bí cảnh trầm hương cốc vân lan đại đế kia trầm ngâm một lát dường như đang suy tư gì đó một lát sau dường như hắn đã nhận được đáp án hắn mới gật đầu nói đan hỏa thành ta làm việc xưa nay đều chú ý tới công bằng chú ý tới việc mỗi một người đều có phần trầm hương cốc này liên quan tới khu vực biên giới vốn nên là chỗ để tất cả các thế lực lớn nên hữu hảo ngồi xuống cùng bàn vận mệnh nhân tộc mà không phải ở nơi này, đấu đá lẫn nhau, làm cho thế cục càng ngày càng xấu đi. Thái độ của Vân Lan đại đế này không ngờ lại chuyển đổi nhanh chóng như vậy, khiến cho người ta có cảm giác như hắn chú ý tới đại cục mà nói vậy. Nhưng mà Giang Trần nghe thấy loại lời dối trá, và biểu hiện khiến cho người ta nôn mửa này, bỗng nhiên trong lòng lại bắt đầu nghiêm túc. Đan hỏa thành này không ngờ lại bắt đầu học ra vẻ, học ở trước mặt công chúng che giấu dã tâm của mình. Xem ra đan hỏa thành này cũng đang muốn thay đổi. Trong lòng Giang Trần nghiêm túc, Đan Hỏa Thành như vậy có lẽ còn đáng sợ hơn. Thế lực hoành hành bá đạo cho dù có nhiều nữa cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là loại thế lực nhiều mưu lược, hơn nữa ra mặt còn rất dày. Đan Hỏa Thành hiện tại so với lần trước không ngờ lại bắt đầu thay đổi sách lược, không còn luôn là một mặt bá đạo nữa, cũng không chỉ luôn cường thế nữa. Chẳng lẽ Đan Hỏa Thành kia mấy lần ăn thiệt thòi trên tay ta đã thay đổi chủ ý? Trước đó Đan Hỏa Thành ở trước mặt Giang Trần đã nhiều lần phải kinh ngạc. Đan Hỏa Thành với tư cách là thế lực đan đạo đệ nhất, luôn khiến cho người ta có cảm giác ngạo mạn, cường thế, làm cho tu sĩ thiên hạ đối với bọn họ mà nói, người chân chính có hảo cảm cũng không có nhiều người. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành xuất hiện, càng làm cho địa vị của Đan Hỏa Thành cơ hồ rớt xuống ngàn trượng. Thế nhưng mà lạc đà gầy còn hơn so với ngựa béo, Đan Hỏa Thành này nếu như ý thức được chỗ của vấn đề, bắt đầu thay đổi và điều chỉnh mà nói, như vậy Đan Hỏa Thành này sẽ càng khó giải quyết hơn. Lão hồ ly Đan cực kia quả nhiên là gian trá như quỷ trong lòng giang trần thầm mắng nhìn qua vân lan đại đế kia ra vẻ phượng minh hạ vực là chủ nhân của trầm hương cốc này mặc kệ chúng ta làm chuyện gì quyết định ra sao ít nhất có lẽ không nên loại trừ chủ nhân của nơi này sang một bên a còn nữa người hôm nay có thể tới nơi này đại đa số là bởi vì nơi này có khu vực biên giới tất cả mọi người đều lo lắng một khi khu vực biên giới này bị phá hỏng sẽ ảnh hưởng tới số mệnh nhân tộc cho nên điểm xuất phát của mọi người giống nhau điểm xuất phát của mọi người đã giống nhau như vậy có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nhẹ nhàng đám phán cơ chứ? Giang Trần nghe lời Vân Lan Đại Đế nói cũng trợn mắt há hốc mồm. Đan hỏa thành này trở nên vĩ đại từ lúc nào vậy? Lo lắng tới khu vực biên giới. Lo lắng vận mệnh nhân tộc. Giang Trần nghe chuyện này quả thực giống như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Long phách tương, bổn đế biết rõ phượng minh hạ vực này cách thiên long phái các ngươi rất gần. Ngươi ở nơi này giống như là địa đầu xà. Vậy, có lẽ ngươi so với những người khác càng nên bảo vệ mảnh thổ địa này hơn mới đúng. Hừ, bớt nói những lời nhảm nhí này đi." Long Phách tương lạnh lùng nói, "Long Mỗ ta vẫn nói câu nói kia, Thiên Long phái ta tới trước, ai cũng đừng mong đá văng Thiên Long phái chúng ta ra." Thái độ của Thiên Long phái rất kiên định. Bí cảnh này gần đây truyền lưu xôn xao, tất cả mọi người nhận thấy Trầm Hương bí cảnh này có lẽ có bảo vật gì đó, chuẩn bị xuất thế. Chương 2356, Trầm Hương cốc quỷ dị, 1. Về phần giữ gìn khu vực biên giới này cùng với vận mệnh nhân tộc, những thứ này đều là vô nghĩa những người này từ trước tới nay đều không có vĩ đại như vậy thiên long phái các ngươi không muốn rời khỏi cũng có thể nhưng mà bí cảnh trầm hương cốc lần này phải chú ý trật tự phải có nguyên tắc công bằng quy tắc này đan hỏa thành ta không thể vi phạm thiên long phái ngươi không thể vi phạm tất cả mọi người sau khi tiến vào cũng không thể vi phạm quy tắc này vân lan đại đế đang mượn sửa núi cho long phách tương kia một con lừa long phách tương cũng nghe ra tầng ý tứ này hắn không cho rằng đan hỏa thành e ngại thiên long phái hắn mà là có lẽ đan hỏa thành có dã tâm của mình, bọn họ không muốn đem nhân lực và tinh lực có hạn để sống mái với thiên long phái hắn. Long phách tương lập tức biết thời thế, nói, đây coi như là một câu tiếng người. Chỉ cần quy tắc công bằng, thiên long phái ta tuyệt đối có thể tuân thủ. Nghe thấy mấy thế lực lớn, đại tông môn này không ngờ lại, ở đằng kia lớn miệng thảo luận vấn đề phân phối lợi ích. Chuyện này khiến cho trong lòng người của Phượng Minh, hạ vực và các vực quanh thân cảm thấy rất là khó chịu bí cảnh trầm hương cốc này có khả năng hấp dẫn tới nhiều bằng hữu như vậy dù sao cũng có nguyên nhân của nó bổn dế đề nghị những thế lực như chúng ta đầu tiên phải vân lan đại đế này hiển nhiên trên đường đi đã sớm có chuẩn bị một phen nói có đạo lý rõ ràng có đầu có cuối nghe mà ngay cả giang trần thiếu chút nữa cũng bị lừa gạt nhưng mà không thể không nói phương án này của vân lan đại đế vô cùng thông minh nếu như dựa theo phong cách hành sự trước đó của đan hỏa thành nhất định bọn chúng sẽ trực tiếp tuyên bố tiếp quản sau đó cấm những người khác tiến vào ăn mảnh là hành động quen thuộc nhất gần đây của dhdt thế nhưng mà lần này bọn họ rõ ràng lại không ăn mảnh mà đưa ra phương thức có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu chuyện này khiến cho giang trần càng thêm cảnh giác từng bước một điều hoàn toàn không phải là phong cách trước kia của đan hỏa thành một khi nói ra phương án này bên phượng minh hạ vực này với tư cách là chủ nhân nơi này được phân phối không ít danh ngạch mà những thế lực đi tới đây hoặc ít hoặc nhiều đều có thể được phân một ít danh ngạch Chư vị, một khi bí cảnh này mở ra, nếu như tất cả mọi người như ông vỡ tổ tiến vào, tất sẽ tạo thành hỗn loạn. Cho nên phân phối danh ngạch rất là quan trọng. Phương án này bổn đế đã đảm bảo lợi ích cơ bản của tất cả thế lực ở đây. Có lẽ mọi người không có ý kiến gì chứ. Phương án này của Vân Lan Đại Đế rất rõ ràng mang theo mục đích mua danh chuộc tiếng. Phương án này vừa được đề xuất đã dẫn tới tiếng vỗ tay ủng hộ. Vẫn là đan hỏa thành trượng nghĩa. Thiên Long phái quá bá đạo đúng vậy a à, thế lực như đan hỏa thành cũng không lấy mạnh hiếp yếu hết lần này tới lần khác thiên long phái lại bá đạo như vậy chuyện này không đúng a à, bình thường ta thấy đan hỏa thành cũng là như vậy thế nhưng khi đứng với nhau mới có thể nhìn thấy tranh lệch rõ ràng trên giang hồ đều nói đan hỏa thành ích kỷ nói đan hỏa thành bá đạo nhưng khi nhìn thấy vân lan đại đế phân phối lợi ích lại không chút ích kỷ nào càng không bá đạo đúng vậy a à, thế lực như đan hỏa thành không hổ là thế lực cấp bậc đứng đầu cương vực nhân loại A. Nhận được danh ngạch do đan hỏa thành phân phối, những người này chẳng khác nào bị nhân tình do đan hỏa thành thuận tay ném ra thu mua. Bọn họ đã quên, đan hỏa thành ở chỗ này kỳ thực cũng không có quyền phân phối, cũng chỉ là cường long áp địa đầu xà mà thôi. Chỉ là khi bọn họ phân phối lợi ích, chiếu cố lợi ích của tất cả mọi người. Mà thiên long phái trước đó thì muốn một hơi nuốt trọn, mua danh chuộc tiếng mà lại ra vẻ chính nghĩa hùng hồn như vậy nực cười thay phượng minh hạ vực này bị người ta sắp xếp dễ như vậy quả nhiên không có cảm giác ý thức gì cả trong lòng giang trần dở khóc dở cười đương nhiên có tồn tại cảm giác ý thức này hay không đối với gian đoạn hiện tại của hắn mà nói không phải là chuyện gì xấu hiện tại hắn đang cải trang mai danh ẩn tích tự nhiên càng điệu thấp càng tông càng không nên tồn tại loại cảm giác kia phân phối danh ngạch cũng gây ra tranh luận không nhỏ dường như vì tôn trọng phượng minh hạ vực cho nên danh ngạch của phượng minh hạ vực ngược lại vô cùng đầy đủ Tự Yên Tông với tư cách là thế lực lớn trong Phượng Minh Hạ vực, cũng được phân phối rất nhiều danh ngạch. Đại biểu Đan Hỏa Thành vừa xuất hiện đã cường thế đem danh tiếng Thiên Long phái đè xuống, cũng đem cảnh tượng hỗn loạn ở hiện trường trấn áp, làm cho những thế lực có mặt ở nơi này vô cùng phấn chấn, đều hận không thể nhanh chóng lao vào trong bí cảnh kia. "Thiếu chủ, chúng ta không có danh ngạch, làm sao bây giờ?" Vô Song đại đế truyền âm. Giang Trần truyền âm trả lời, "Không có danh ngạch thì các ngươi ở bên ngoài đợi, đừng lo lắng, ta không có việc gì." nếu như bên trong thực sự có bảo vật truyền thừa, bổn thiếu chủ nhất định sẽ lưu ý cho các ngươi. Các ngươi ở bên ngoài quan sát tình huống bên ngoài. Đan cực đại đế không có tới, Vân Lan đại đế dẫn theo đội ngũ như vậy, Giang Trần càng không sợ. Sau khi phân phối lợi ích xong, tất cả mọi người ở hiện trường không còn có ý kiến nữa. Bầu không khí thuốc súng 10 phần ở hiện trường cũng giảm bớt đi rất nhiều. Chư vị, danh ngạch tiến vào bí cảnh đã được phân phối, các ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc sử dụng. Có một ít thời điểm thực lực không đủ, tùy tiện tiến vào bí cảnh cũng không phải là một lựa chọn tốt sau khi tiến vào bí cảnh vì tư lợi vì bảo vật giữa người với người nhất định sẽ xuất hiện chuyện giết người thường xuyên cho nên chư vị phải chuẩn bị tâm lý cho tốt loại bí cảnh này mở ra thường thường sẽ mang theo gió tanh mưa máu cho nên sống chết có số phải cân nhắc cho rõ những lời này rất rõ ràng cũng là mua danh chuộc tiếng ý đồ kiếm hảo cảm của mọi người giang trần cũng không để ý mà tĩnh tọa ở một nơi heo lánh gần đó quan sát những người này ra vẻ đồng thời trong lòng hắn cơ hồ có thể kết luận đan hỏa thành tham dự việc này sắp xếp như vậy nhất định có âm mưu gì đó rốt cuộc là âm mưu gì hiện tại giang trần trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấu đã nhìn không thấu giang trần dứt khoát không thèm cân nhắc đi một bước nhìn một bước vậy khoanh chân ngồi xuống giang trần ở một bên xem xét thời thế một mặt trời bí cảnh mở ra ban đêm mũi giang trần bỗng nhiên giật giật hai cái trong lúc đó hắn ngửi được một loại mùi vị kỳ quái Loại mùi vị này dường như Giang Trần đã được ngửi qua ở đâu đó, thế nhưng nhất thời hắn lại không nghĩ ra được. Trầm Hương Cốc này chẳng lẽ cứ tới đêm lại có mùi hương như vậy hay sao? Giang Trần có chút kỳ quặc. Chương 2357, Trầm Hương Cốc quỷ dị, 2. Một thung lũng, cho dù khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, loại mùi thơm này cũng có thể tiếp tục kéo dài. Ban ngày, rõ ràng hắn không ngửi được một chút mùi thơm nào. Thế nhưng lúc này mùi thơm không ngờ lại tới đột nhiên như vậy ta đã từng ngửi qua mùi thơm này ở đâu rồi? Giang Trần toàn lực tìm kiếm trong trí nhớ xem mình đã gặp mùi thơm này ở đâu. Mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, khiến cho những tu sĩ khác cũng bị kinh động. Có người nhanh chóng kêu lên, thơm như vậy sẽ không có độc đó chứ? Quái lạ, quái lạ. Ban ngày không có người thấy, tại sao tới ban đêm lại ngửi được mùi hương nồng đậm tới khoa trương như vậy? Mùi hương này tới rất đột nhiên, nhất định có chỗ kỳ quái. Đây không phải là trầm hương cốc sao? nơi này gọi là trầm hương cốc dù sao cũng phải có chút mùi thơm a à. có lẽ ở nơi này kỳ hoa dị thảo vô số phải tới ban đêm mới có thể tỏa ra mùi thơm a à. các loại suy đoán đều có nhưng mà đầu óc giang trần lại nhanh chóng vận chuyển bắt đầu suy nghĩ hắn có một loại trực giác loại mùi hương này nhất định có chỗ không đúng tốc độ lan tràn của mùi thơm này rất nhanh cơ hồ trong nháy mắt cơ hồ tất cả tu sĩ có mặt ở cửa trầm hương cốc đều bị mùi hương này kinh động dưới bầu trời đêm yên tinh, mùi thơm tràn vào trong mũi khiến cho trong trầm hương, cốc có một bầu không khí vô cùng quỷ dị. Tu sĩ võ đạo, đại đa số đều vô cùng cảnh giác. Sau khi ngửi được mùi thơm quỷ dị này, phản ứng đầu tiên của đại đa số tu sĩ là cảm thấy, mùi thơm này liệu có phải có độc hay không? Là có người phóng độc sao? Trong thế giới võ đạo, dạo dụng độc, chưa nói có thể nói là thanh nhã. Nhưng đạo dụng độc này, hết lần này tới lần khác lại là thủ đoạn mà các tu sĩ đều vô cùng kiêng kỵ đạo dụng độc, quỷ dị khó lường, quan trọng nhất chính là rất khó lòng phòng bị. Thế giới võ đạo có rất nhiều ghi chép, về một ít cự đầu võ đạo đã từng bỏ mạng dưới độc không ít, cũng có vô số người ăn thiệt thòi qua. Cho nên nói tới đạo dụng độc này, cho dù không làm cho mọi người để mặt, thế nhưng rất nhiều tu sĩ nói tới đạo này đều tràn ngập sự kiêng kỵ. Kể cả Giang Trần cũng vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy mùi hương này quỷ dị như vậy, nói không chừng thực sự có độc. Hiểu biết của Giang Trần về độc tuyệt đối viễn siêu tất cả mọi người có mặt lúc này kiếp trước hắn là đàn đạo đại sư cấp bậc chư thiên, đối với độc nhất đạo mà nói, cũng nghiên cứu rất sâu. Trong thiên hạ, loại độc nào lợi hại nhất, phương pháp dụng độc gì bí ẩn nhất? Độc nào có thể cứu chữa, độc nào khiến huyết phong hầu? Có thể nói, trong đầu Giang Trần có một bản bách khoa toàn thư về độc kinh. Đương nhiên, bản thân Giang Trần sau khi luyện hóa qua huyết mạch kim thiền, bách độc bất xâm, vạn lôi bất phá, cũng không cần lo lắng trong mùi hương này có độc hay không. Thế nhưng mà Giang Trần lại không dám lãnh giam, Trước tiên, hắn bắt đầu phân tích mùi hương này. Giang Trần hắn không sợ độc, bách độc bất xâm, thế nhưng vô song đại đế và hòe sơn nhị tiêu ẩn giấu bên ngoài, nếu như có độc, có lẽ bọn họ sẽ không chịu nổi. Cho nên Giang Trần phải cẩn thận đề phòng. Nhưng mà điều khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn chính là, hương thơm này không ngờ lại hoàn toàn không có bất kỳ độc tố có tính xâm lược nào. Cũng có thể nói là mùi thơm này hoàn toàn không có độc. Chuyện này ít nhiều khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Mùi hương, này tới đột nhiên như vậy, khiến cho ý nghĩ đầu tiên trong đầu Giang Trần là mùi hương này nhất định có vấn đề. Thế nhưng mà khi hắn cẩn thận quan sát mùi hương này, lại vứt bỏ kết luận ban đầu của mình. Mùi hương này không ngờ lại không có bất kỳ độc tính có tính xâm lược nào. Chẳng lẽ mùi hương này thực sự chỉ là trùng hợp, là do kỳ hoa dị thảo trong trầm hương cốc phát ra, cơ hồ Giang Trần cũng muốn ném bỏ suy nghĩ ban đầu của mình. Hắn nhìn những tu sĩ đỉnh cấp kia, nhìn bộ dáng bọn họ hiện tại hiển nhiên cũng đã dò xét ra mùi thơm này không có tính công kích nào. Mọi người không cần lo lắng, mùi hương này có lẽ là thứ trong trầm hương cốc. Mùi hương này không có độc tính. Đúng vậy, mọi người không nên tự rối loạn. Bên ngoài cửa cốc, đám người bạo động cũng dần dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Giang Trần ngồi ở một nơi hẻo lánh gần đó, âm thầm quan sát phản ứng của những đại tông môn, thế lực kia. Hắn như có điều suy nghĩ, mùi hương này nếu như là con người chết giao ra, gia, nhất định phải khiến cho những người khác u mê, hoặc là chết nếu như thực sự có người âm thầm dở trò kết quả như hiện tại lại càng thêm có ý tứ giang trần cũng suy đoán suy đoán mùi hương này là có người cố ý tạo ra nhưng mà hắn âm thầm quan sát những thế lực kia quan sát đám cự đầu đại tông môn thế lực kia nhìn thế nào cũng không giống như bọn chúng đang dở trò lòng nghi ngờ của giang trần cũng chậm rãi giảm bớt nhưng mà mùi hương quỷ dị này lại khiến cho giang trần không có cách nào triệt để loại bỏ nghi hoặc trong lòng mặc dù mùi hương này không có bất kỳ tính công kích nào nhưng mà chuyện khác thường tất có nguyên do. Đối với mùi hương không hề có chút dấu hiệu xuất hiện này, Giang Trần vẫn cực kỳ để bụng. Một đêm này nhất định sẽ không bình tĩnh. Cơ hồ tất cả đại tông môn, người thế lực lớn đều không dám xem thường. Giống như sợ trong đêm tối vô tận này sẽ xuất hiện một thần ma hủy thiên diệt địa, thôn phệ toàn bộ bọn họ vậy. Trong lòng Giang Trần tràn ngập cảnh giác. Chỉ tiếc, sau một đêm qua đi, khi mặt trời lần nữa ở phía đông hiện lên, mùi thơm liên tục không dứt kia giống như đột nhiên biến mất trong hư không vậy ngay cả giang trần cũng bị một màn này làm cho chấn động chẳng lẽ mùi thơm quỷ dị này còn kiêng kỵ ban ngày hay sao trong đầu giang trần hiện lên vô số khả năng chỉ tiếc ban ngày đã tới cửa trầm hương cốc còn chưa triệt để mở ra thông đạo tiến vào bí cảnh cũng không có xuất hiện căn cứ vào miêu tả của người phượng minh hạ vực nơi này nếu như bí cảnh mở ra nhất định thông đạo bí cảnh sẽ chủ động xuất hiện hiện tại mọi người ở chỗ này chờ lâu như vậy cửa cốc còn chưa xuất hiện thông đạo bí cảnh cũng có thể nói là hiện tại thời cơ dường như còn chưa thành thục. Ban ngày lần nữa dưới tâm tình nóng bỏng như lửa đốt của mọi người kết thúc. Sau khi màn đêm buông xuống, mùi hương quỷ dị kia lại một lần nữa không hẹn mà tới. Hơn nữa mùi hương lúc này rõ ràng đã tăng lên một cấp, trình độ nồng đậm so với tối hôm qua còn càng thêm khoa trương một ít. Móa, lại là mùi hương này, càng ngày càng gây mũi. Muốn phá hủy khứu giác tu sĩ chúng ta hay sao? Còn không phải sao? Hiện tại ta mới biết, hóa ra có đôi khi ở nơi tràn ngập mùi thơm cũng là một loại tra tấn cực lớn. Chương 2358, Trầm Hương cốc quỷ dị, 3. Những tiếng nghị luận này nói toạc tâm tình của những người này ra. Tuy rằng biết rõ mùi hương này không có bất luận tính công kích và xâm lược nào, nhưng mà mùi hương thần bí này lại khiến cho không ít người trong lòng cảm thấy bất định. Đêm thứ hai qua đi, ánh sáng lại lần nữa giáng lâm trên bầu trời. Một ngày lại qua, đêm thứ ba lại tới. Cứ tuần hoàn như thế không ngừng, tới buổi tối ngày thứ bảy, Mùi hương này lại đúng hạn mà tới, những tu sĩ còn lại ở chỗ này rõ ràng đã giảm rất nhiều. Đúng vậy, 7 ngày khảo nghiệm vừa qua, có rất nhiều tu sĩ đã chịu không nổi, chủ động lựa chọn rời khỏi mùi hương thần bí này. Tuy rằng mọi người đều biết mùi hương này không có tính xâm lược, thế nhưng mà rất nhiều người, bọn họ có thể chịu được loại mùi hương này khảo nghiệm khứu giác của mình, thế nhưng không có cách nào chịu được sự sợ hãi trong tâm lý cả. Giang Trần không có rời khỏi, hắn luôn bảo trì vẻ bình thản của mình có lẽ, mùi hương này có độc, đối với ta cũng không phải là chuyện xấu. Trong lòng Giang Trần nghĩ như vậy, những ngày qua, hắn vừa quan sát mùi hương này, vừa quan sát những tu sĩ còn lại bên kia. Hiện tại, những tu sĩ lưu lại, đại đa số đã tập trung lại, đều là những thế lực lớn, nhân vật của các đại tông môn. Những tán tu trước đó tụ tập rất nhiều ở chỗ này đã hoảng sợ bị dọa cho chạy. Những tu sĩ lưu lại nơi này hiển nhiên đã sớm miễn dịch với mùi hương này. Rất nhiều người thậm chí còn trực tiếp phong bế khứu giác, chủ động lảng trách loại mùi hương này giang trần không có lựa chọn làm vậy phong bế khứu giác và giác quan thứ sáu vậy cũng chỉ là một cỗ thân thể không có tư tưởng mà thôi lại là một đêm hàng lâm trong đám người còn lại bỗng nhiên xuất hiện tiếng ầm ĩ có người kêu lên nhìn xem nhìn bên trong sơn cốc kia kìa một màn quỷ dị xuất hiện trước mắt mọi người trong trầm hương cốc quỷ dị kia giờ phút này trời quang mây tạnh tản ra một đám sương mù màu hồng chuyện này khiến cho cả trầm hương Cốc từ phía xa nhìn lại giống như bị một đám hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tràn ngập cảm giác thần bí khiến cho người ta hít thở không thông. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Trần nhíu mày, từ xa nhìn lại, Trầm Hương cốc kia giống như bốc cháy vậy, hắn cảm nhận được khí tức quỷ dị này. Hắn nhìn mà có chút không rõ, mùi hương thần bí kia làm cho người ta khó hiểu. Giờ phút này Trầm Hương cốc kia lại giống như bị nung đỏ, khiến cho Giang Trần rất là khó hiểu. Bầu không khí ở hiện trường ngày càng quỷ dị. Trong lúc mọi người kinh nghi bất định, cửa châm hương cốc bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang màu hồng mạnh mẽ đạo quang mang mạnh mẽ này giống như một lưỡi đao sắc bén bổn vào giữa mạnh mẽ bổn ra một con đường ở giữa cửa cốc đợi sau khi quang mang thu liễm một con đường cực lớn xuất hiện trước mắt mọi người cửa trầm hương cốc rốt cuộc cũng mở ra đây là thông đạo trong truyền thuyết sao đây là bí cảnh trong truyền thuyết sao cầu phú quý trong nguy hiểm đi đi vào sau khi thông đạo xuất hiện ở cửa cốc những thế lực tông môn lớn kia cơ hồ không có chút do dự nào từng đạo thân ảnh tiếp nối nhau tiến vào trong cốc. Chỉ là lúc Giang Trần đi theo đại lượng nhân mã tiến vào trong cốc, hắn cảm giác được trong cửa cốc này có một cỗ nhiệt lực cường đại, giống như đang bài xích bọn họ tiến vào vậy. Nhiệt lực cường đại này hiển nhiên từ trong trầm hương cốc truyền ra. Thế nhưng, mà nhiệt lượng như vậy, lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được nhiệt tình phóng vào trong trầm hương, cốc của mọi người. Giờ phút này Giang Trần trà trộn trong đám người, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Thần thức của hắn vô cùng cường đại, tuy rằng cỗ nhiệt lực này không đủ để tạo thành uy hiếp gì với hắn thế mà giang trần lại có chút mơ hồ phát giác ra được trong trầm hương cốc này dường như ẩn giấu lực lượng cường đại gì đó mà lực lượng cường đại này dường như cũng không chờ đón sự xâm nhập của bọn họ đây chỉ là một loại cảm giác trong đó còn có một loại cảm giác đó chính là trong trầm hương cốc này dường như có một đạo lực lượng khác đang hấp dẫn triệu hoán các tu sĩ tiến vào giang trần cũng không thể nào hiểu nổi vì sao mình lại sinh ra loại cảm giác hoang đường như vậy nhưng mà trực giác cường đại của giang trần gần đây đều rất nhạy cảm hắn cảm thấy trực giác kỳ quái của mình đáng giá để cảnh giác chẳng lẽ trầm hương cốc này thực sự có hai loại lực lượng bất đồng một cỗ lực lượng bài xích một cỗ lực lượng lại hấp dẫn những tu sĩ này không ngừng tiến vào hay sao tuy rằng trong đầu giang trần có rất nhiều suy nghĩ thế nhưng không vì vậy mà hắn bỏ cuộc giữa chừng chuyện cho tới nước này trầm hương cốc thần bí này hắn không có lý do nào mà quay đầu rời khỏi không ngừng tiến vào mọi người phát hiện ra trong trầm hương cốc này quang mang mạnh mẽ giống như hừng hực thiêu đốt càng ngày càng gần bọn họ mà nhiệt độ ở chung quanh dường như cũng đang không ngừng tăng lên giống như cả hư không đều bị thiêu đốt vậy tự yên phượng minh hạ vực các ngươi trước đây đã từng thăm dò qua trầm hương bí cảnh này hay chưa bí cảnh bình thường mở ra đều có cảnh tượng như vậy sao giang trần truyền âm hỏi tự yên tông lão cái này tại hạ quả thực không có cách nào trả lời môn hạ trước kia ta phái tới trầm hương cốc chưa từng có ai còn sống trở lại tông môn lúc nói lời này ngữ khí của tự yên tông lão cũng tràn ngập sự kiêng kỵ hiển nhiên ở chỗ sâu trong hiểm cảnh tự yên tông lão này vẫn còn có chút lo lắng sợ hãi nhiệt độ ở nơi này quả thực không ngừng tăng lên giống như là một đống lửa đang cháy vậy ngay từ đầu thế lửa còn chưa đủ mạnh nhiệt độ còn ôn hòa thế nhưng theo thế lửa không ngừng mạnh mẽ nhiệt độ này cũng tăng lên một cách kịch liệt giờ phút này trầm hương cốc này khiến cho người ta có cảm giác cùng loại thiên mục thần đồng của giang trần được triển khai toàn bộ nơi tầm mắt có thể phóng tới tất cả đều là nhiệt lượng nhiệt lượng cực nóng kia phẳng phất như muốn thiêu đốt cả hư không một số võ giả tu vi yếu kém thậm chí lúc này đã gánh không được trên trán không ngừng có mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống không ngừng gặp quỷ rồi trầm hương cốc này dưới mặt đất hẳn có nham thạch nóng chảy cực lớn a à. có người bắt đầu thầm phần nàn sư tôn đệ tử không gánh chịu được nóng quá nóng quá ta cảm giác sắp nổ tung rồi địa phương quỷ quái này ta cảm giác như là địa ngục a à, đâu giống là bí cảnh gì đó không ngừng có người không ngừng kêu khổ giang trần trà trộn vào trong đám người hắn có thể cảm giác được một ít người tu vi tương đối thấp ở hiện trường lúc này tâm trí đã bắt đầu xoay chuyển mà hắn cũng rõ ràng cảm giác được tự yên tông lão kia đang nhìn qua hắn giang trần biết rõ tự yên thượng tổ này chỉ sợ lúc này trong lòng đã xuất hiện vết rách nhìn trộm hắn là muốn nhìn phản ứng lúc này của hắn biết được đáp án là tiến hay là lùi chương 2359, cột sáng thần bí. Một, tự yên, không nên nhìn ta. Ngươi muốn tiến lên thì đừng có khiếp đảm. Ngươi không muốn tiếp tục tiến lên thì có thể rời khỏi lúc này. Giang Trần truyền thức nói, loại địa phương như vậy, kiêng kỵ nhất chính là sự do dự. Thường thường người muốn lui lại sẽ chết nhanh nhất. Cũng không phải Giang Trần đang đe dọa, do dự, người do dự, ở trong hiểm cảnh quả thực sẽ chết nhanh hơn. Bởi vì loại người này, không có cách nào tập trung tinh lực đối phó với tình thế nguy hiểm càng sợ cái gì đó thường thường sẽ tới cái đó cực nhanh lúc quay đầu lại nhìn đằng sau bọn họ một mảnh sương mù mịt mờ đã hoàn toàn không nhìn thấy lối vào trước đó vào giờ phút này trong hư không phía trước bỗng nhiên xuất hiện từng đạo cột sáng phóng lên trời từng đạo cột sáng này giống như cầu vòng bảy màu từ trong chỗ sâu nhất của sơn cốc bắn lên trên không trung cột sáng này vô cùng đẹp mắt mê người cực kỳ một cột hai cột không ngờ lại có bảy cột trong cột sáng đẹp mắt kia có vô số điểm nhỏ có màu vàng, có màu bạc, có màu tím, có màu xanh. Từng điểm nhỏ kia bay tán loạn, sáng lạn, nhiều màu, giống như một hộp chứa bảo tàng. Bỗng nhiên mở ra, chân bảo bên trong hộp tản mắt ra quang mang mê người vô cùng. Đó là cái gì vậy? Chật chật, quang mang như vậy, nhất định là có trọng bảo xuất thế A. Các ngươi nghe thử xem, là thanh âm gì vậy? Quả thực có âm thanh A, bên tai mọi người vang lên từng đạo thanh âm hùng vĩ, mạnh mẽ, như sóng dậy ầm ầm. Giống như là biển cả nổi giận, như là chim trên trời hót vang, giống như vô số thần Phật đang niệm kinh. Thanh âm này không ngờ lại trang nghiêm, làm cho trong lòng những người có mặt hiện tại không nhịn được mà nhảy lên. Trong lòng Giang Trần dùng mình, thần trí của hắn không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Thần thức của hắn tuyệt đối không thua bất luận một tu sĩ đế cảnh nào. Thanh âm trang nghiêm như vậy, giống như là ngàn vạn thần Phật đang tụng kinh, i a a, thậm chí còn có một loại tiết tấu kỳ quái có thể khiến cho tâm tình bắt đầu tự động ba động theo quy luật này. Lực lượng tinh thần thật cường đại. Trong lòng Giang Trần tràn ngập kiêng kỵ. Trong thức hải của hắn, đạo dây truyền phong ấn giống như bọt nước kia lúc này, không ngờ lại giống như một đầu mãnh thú bị xâm lấn, tràn ngập vẻ đề phòng. Mỗi một lần, đạo dây truyền phong ấn này một khi xuất hiện loại tình huống tương tự như vậy, có nghĩa là tình huống rất không đúng. Chẳng lẽ những thanh âm kia lại là một bẫy dập, có thể ảnh hưởng tới thần thức của tu sĩ hay sao? Giang Trần nhìn qua bảy đạo quang trụ kia, trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập nghi hoặc hắn lại nhìn đám người chung quanh rất nhiều tu sĩ trong mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng và cuồng nhiệt vẻ mặt ửng hồng hiển nhiên cảm xúc đều bị thanh âm trang nghiêm này tác động tinh thần lực tiến vào trạng thái phấn khởi trong lòng giang trần càng thêm nghiêm túc một tu sĩ nếu như thần thức tiến vào trạng thái này bình thường đều là dưới tình huống cực kỳ cực đoan hoặc là tình huống vô cùng tốt hoặc là tình huống cực kỳ nguy hiểm ví dụ như võ giả lúc ở biên giới đột phá võ đạo cảnh giới thần thức cũng sẽ vô cùng phấn khởi được cảnh giới võ đạo mới dẫn dắt tinh thần lực vô cùng phấn chấn loại phấn chấn này sẽ trở thành một loại động lực mà giờ phút này hiển nhiên có trạng thái này là không đúng một loại khác là trạng thái cực kỳ nguy hiểm ví dụ như ở biên giới nguy cơ ví dụ như tinh thần lực bị người ta điều khiển hoặc là bị ảnh hưởng bởi nhân tốc nào khác giang trần cảm thấy tình hình trước mắt hẳn là loại thứ hai giang trần nhìn thấy loại tình hình này trong lòng càng thêm cảnh giác hắn có dự cảm, bí mật chất chứa trong trầm hương, cốc này có lẽ còn đáng sợ hơn một ít so với bất luận bí cảnh nào mà hắn từng tiến vào qua. Giang Trần đã tiến vào rất nhiều bí cảnh, ví dụ như mê cảnh thu liệp ở Thiên Quế Vương quốc, ví dụ như thí luyện của Liên minh Thập Lục quốc sau đó. Huyền Ba Sơn khi còn ở Đan Kiền cung, còn có vạn tượng cực cảnh, những bí cảnh này đều cái sau so với cái trước bất phàm hơn. Thế nhưng mà không có một bí cảnh nào lại quỷ dị như hiện tại. Có gắng làm cho cảm xúc của mình bình HPHUJC lại. Giang Trần dứt khoát mắt điếc tai ngơ với thanh âm kỳ lạ kia. May mà hắn có một đạo dây truyền phong ấn phòng ngự, thanh âm này tuy nhiên nhiễu loạn, thế nhưng lại rất khó tạo thành thần thức chấn động đối với hắn. Đương nhiên thân phận hiện tại của hắn là đệ tử thiên tài của Tử Yên Tông. Mặc dù phát giác ra được gì, cũng không thể làm ra cử động quá mức kinh người. Bằng không mà nói sẽ trở thành mục tiêu chim bị bắn đầu đàn. Ánh mắt Giang Trần nhìn về phía những cự đầu thế lực lớn bên kia, giờ phút này những cự đầu thế lực lớn kia cũng ngừng lại không tiến tới tiếp dường như đã phát hiện ra thứ gì đó đối mặt với tình huống quỷ dị như vậy bọn họ cũng không có khả năng một đường tiến về phía trước mà không quay đầu nhìn lại như vậy ồ oh, các ngươi có cảm giác được không nhiệt độ dường như hạ thấp một chút đúng vậy hình như không có nóng bỏng như trước đó ha 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 chẳng lẽ bảy đạo quang trụ kia áp chế khí tức nóng bỏng này sao nhiệt độ ở hiện trường quả thực hiện tại đã hạ thấp một ít thậm chí mảnh hư không như bị thiêu đốt lúc trước giờ phút này cũng giống như bị bảy đạo quang trụ kia áp chế bắt đầu trở nên ảm dạng mà trong hư không bảy đạo quang trụ lớn kia vẫn sừng sừng đẹp mắt như vậy đâm thẳng về đám mây tản ra quang mang trói lọi tỏa sáng trong hư không bảy đạo quang trụ này giống như bảy chiếc đen sáng chỉ đường dẫn lối cho những tu sĩ này mà khí tức nóng bỏng ở hiện trường quả thực đã hạ thấp xuống tuy rằng còn không có nóng bỏng như vừa rồi thế nhưng đối với những tu sĩ này mà nói đã nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Vân Lan đạo huynh, chúng ta tiếp tục đi tới trước chứ?" Một gã tu sĩ của Đan Hỏa Thành nhìn về phía Vân Lan Đại Đế, trong mắt tràn ngập chờ mong và nóng bỏng. Vân Lan Đại Đế nhìn về phía những người khác, nói, "Mọi người cảm thấy thế nào? Ta ủng hộ tiếp tục đi tới." "Đúng, bảy đạo quang trụ này nhất định có bí mật lớn." "Nói không chừng đây là một bí cảnh thượng cổ." "Là một cơ duyên." "Nói không chừng là cơ duyên có thể cải biến vận mệnh, thế cục cương vực nhân loại" đúng vậy, bảy đạo quang trụ này thần thánh trang nghiêm như vậy, tuyệt đối không phải là bí cảnh bình thường. Cương vực nhân loại chúng ta từ thượng cổ tới nay, truyền thừa tuyệt tự, từ từ suy thoái. Hiện tại có kỳ ngộ bực này, không có lý do gì dậm chân tại chỗ A, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiếp tục đi tới. Ý kiến của mọi người đều nhất trí một cách thần kỳ. Hiển nhiên mọi người ở trong sự kích thích của bảy đạo quang trụ này, tâm lý muốn tìm tòi tột cùng đã hoàn toàn bị câu dẫn dở. A,